lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 291, sinh bốn đứa con thì sao phân biệt đối xử à? Lần đầu tiên Vạn Nhất rơi vào trầm tư. Lục Cận Phong đứng dậy đi tới, vỗ vỗ vào vai Vạn Nhất rồi nói, em vợ là người tốt, chỉ là làm việc có chút sơ suất, nếu cậu còn không nhanh lên, trong cục nhiều người tài năng xuất chúng như vậy, nói không chừng em vợ sẽ bị người ta dụ dỗ đi mất, đến lúc đó cậu có hối hận cũng đã muộn rồi. Thôi đi, em hối hận cái gì chứ? Liên quan gì đến em? Nếu cô ấy thật sự tìm được đối tượng, em nhất định sẽ mang quà đến chúc mừng, nhân tiện chia buồn với người không may bị cô ta nhìn trúng. Vạn Nhất cười gượng, để che giấu sự hoảng sợ trong lòng, quên đi, em sẽ không quấy rầy cha con hai người nữa, em đi đây. Vạn Nhất xua tay, bước đi trông rất thoải mái. Lục Cận Phong cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, như chuyện tình cảm thì anh sẽ càng không quan tâm đến, tùy Vạn Nhất thôi. Chỉ trong nháy mắt, đã đến ngày tập đoàn Yên Phong mở tiệc chiêu đãi. Hàng chục phóng viên của các phương tiện truyền thông đã đến buổi tiệc, mọi người đều rất tò mò về công ty bí ẩn này. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bộc lộ tài năng, lên sàn chứng khoán như lốc xoáy, rồi nhanh chóng lọt vào top 10 người giàu nhất của Forbes. Tốc độ này thật là đáng kinh ngạc. Bây giờ thế giới bên ngoài vẫn không biết tập đoàn Yên Phong này là của Lục Cận Phong. Cho dù có điều tra bối cảnh của công ty này, thì cũng tạm thời không tra ra được gì. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều đã tập trung tại tiệc chiêu đãi. Những dịp như thế này, làm sao có thể vắng bóng nhà họ Chu, nhà họ Lý và nhà họ Sở. Sau khi Sở Hướng Nam kết hôn với Vạn Linh San, hai người chung sống khá hòa thuận, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã vượt qua được, thì mấy ngày trước cách không lâu, anh ta trở thành người nắm quyền nhà họ Sở rồi. Trong một bữa tiệc chiêu đãi như thế này, Sở Hướng Nam nhất định phải khoe khang một chút, phụ nữ có lòng hư vinh thì đàn ông cũng có. Một đứa con ngoài giá thú khó khăn lắm mới vượt qua được, chuyển mình trở thành chủ nhân, thì việc gì không đi khoe khoang khắp nơi. Hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng của người khác. Bụng Vạn Linh San đã lớn nên không tiện tham dự, vì vậy Sở Hướng Nam đến một mình. Tại tiệc rượu, Sở Hướng Nam cầm ly rượu đỏ đang thưởng thức lời tán dương của người khác, đột nhiên có người quen bước vào, đó chính là Tô Vân. Tô Vân búi tóc cao, mặc một bộ lễ phục lệch vai càng tôn lên vẻ quý phái, sang trọng của cô ta. Điều kiện bên ngoài của Tô Vân rất tốt, sau khi sinh em bé đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, lại cộng thêm phần quyến rũ khi đã làm một bà mẹ, nên ngay khi vừa xuất hiện, cô ta đã ngay lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay cả khi tất cả mọi người trong giới đều biết rằng Tô Vân đã từng là vợ của Sở Hướng Nam, thì vẫn có không ít đàn ông đã siêu lòng vì Tô Vân. Tất nhiên, bên trong đó cũng có một phần nguyên nhân là do nhà họ Chu đứng sau lưng Tô Vân. Tô Vân và Chu Hoàng Long cùng nhau đến, Chu Hoàng Long đưa Tô Vân đến chào hỏi người quen, là đã có ý muốn Tô Vân làm một đóa hoa tiếp khách, mang lại lợi ích cho ông ta. Bối cảnh, EQ cao, IQ cao, tài năng, sắc đẹp, cộng với bất kỳ thứ gì đều như vậy, đều là quân bài vua, chỉ cần ra là sẽ kết ván. Sở Hướng Nam cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Tô Vân được săn đón bởi một số thanh niên trẻ tuổi tài năng. Đàn ông chính là như thế, đồ của mình đã xài qua rồi, cho dù đã vứt bỏ nhưng cũng không muốn người khác chạm vào. Huống hồ chi, hôm nay Tô Vân rất kinh diễm, tâm tư của Sở Hướng Nam có chút dao động, thường ngày có Vạn Linh San ở canh, trông chừng anh ta mọi nơi, nên anh ta không dám có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng làm gì có người đàn ông nào mà không ngoại tình. Nhân cơ hội Tô Vân vào nhà vệ sinh một mình, Sở Hướng Nam quan sát buổi tiệc rượu, nhân lúc không có ai chú ý, anh ta liền đi theo. Tô Vân cố ý chờ ở chỗ ngõ cua, cô ta biết Sở Hướng Nam nhất định sẽ cắn câu. Vừa rồi cô ta vẫn luôn quan sát Sở Hướng Nam, cô ta biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của Sở Hướng Nam, vì vậy cô ta mới cố ý đi một mình và trao cho Sở Hướng Nam cơ hội. Khi Sở Hướng Nam rẽ cua, Tô Vân vươn tay ra, táo bạo móc vào cổ của Sở Hướng Nam, kéo người tới chỗ tối của cầu thang. Em biết ngay mà, Hướng Nam à, anh yêu em mà. Hầu hết đàn ông đều sẽ không bận tâm và cũng không từ chối một người phụ nữ đã dâng đến tận cửa như vậy. Nhưng một người đàn ông thông minh sẽ không hứa hẹn quá nhiều với người phụ nữ, chỉ chơi đùa vậy thôi. Sở Hướng Nam vẫn biết rất rõ Tô Vân và Vạn Linh San người nào càng có lợi hơn cho mình. Sở Hướng Nam đưa tay móc cằm Tô Vân, hôm nay em rất đẹp. Nhìn xem, cặn bã biết bao nhiêu, biết nói chuyện đến nhường nào.
chỉ bằng vài câu nói giả tạo, đã đủ khiến trái tim Tô Vân nở hoa rồi. Trong lòng Tô Vân vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài miệng lại nói, Hướng Nam à, anh nhìn xem hôm nay em như thế này, thì đã nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiếm được trái tim của Chủ tịch Tập đoàn Yên Phong. Tập đoàn Yên Phong, Sở Hướng Nam cau mày. Tô Vân cong môi cười, trở nên thông minh hơn rất nhiều, nghe nói Chủ tịch Tập đoàn Yên Phong là một người đàn ông trẻ tuổi có địa vị, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đứng vững trong giới kinh doanh. Một người đàn ông tài giỏi như vậy, cha em nhất định là hy vọng rằng người này có thể làm con rể của mình. Chu Hoàng Long đưa Tô Vân tới đây, quả thật là có mục đích này. Em nắm vào Chủ tịch Tập đoàn Yên Phong nên mới đến sao? Lông mày của Sở Hướng Nam đã nhăn lại đến mức có thể ép một con ruồi rồi, anh ta đã bị Tô Vân lừa rồi. Chứ sao, anh thật sự cho rằng tôi đến đây là vì anh sao? Tô Vân giễu cợt, chỉ là nhà họ Sở mà thôi, hiện tại có rất nhiều đàn ông theo đuổi tôi, đều có gia cảnh tốt hơn anh, tại sao tôi lại phải chọn anh? Tô Vân, Sở Hướng Nam ôm eo Tô Vân, giọng điệu đã lạnh đi đôi chút nhưng lại có chút bá đạo của một người đàn ông, phẩm giá của em như thế nào anh không biết sao? Buổi tối đến phòng 808 của khách sạn 4 mùa đi. Tô Vân đương nhiên là biết Sở Hướng Nam có ý gì, cô ta đã dốc hết tâm tư, nhưng vẫn không thể khiến Sở Hướng Nam mới miệng nhắc chuyện tái hôn, mà chỉ để cô ta làm tình nhân của mình, chính là loại không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Sau khi Sở Hướng Nam vứt lại những lời này, anh ya xoay người đi về phía đại sảnh của tiệc rượu. Thật trùng hợp, lúc này Tô Yên cũng đến rồi, một bộ lễ phục dài màu hồng cúc ngực. Đột nhiên làm cho hai chân Sở Hướng Nam phải cứng đờ lại. Bộ lễ phục màu hồng tôn lên khuôn mặt như hoa đào của Tô Yên, khuôn mặt hồng hào dịu dàng, cộng với làn da trắng nõn cùng dáng người mảnh mai của Tô Yên, sau khi sinh em bé cô vẫn còn vài phần khí chất thiếu nữ, nhan sắc xinh đẹp. Nhất cử nhất động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều có thể mê hoặc lòng người. Ngay khi Tô Yên vừa xuất hiện, ánh hào quang của cô đã dễ dàng dập tắt Tô Vân, vẻ đẹp thì lại lấn át hoa thơm cỏ lạ khác. Khiến Tô Vân trở nên tối tăm hẳn đi. Tiểu Yên, Sở Hướng Nam không khỏi tiến đến gần, cách gọi tên cũng thật khác nhau. Tô Yên quay đầu lại, nhìn thấy Sở Hướng Nam nhi, sắc mặt có chút không vui. Thật là sai lầm mà, nếu sớm biết cô đã thông báo cho Lục Cận Phong một tiếng để đừng gửi thư mời cho nhà họ Sở. Đối với một tên cặn bã như Sở Hướng Nam, đến chào hỏi Tô Yên cũng không muốn, cô xoay người định rời đi, nhưng Sở Hướng Nam đã nhanh hơn cô một bước. Chặn ngay trước mặt cô. Tiểu Yên, đi nhanh như vậy để làm gì, hôm nay em thật đẹp. Sở Hướng Nam vô liêm sỉ lấy những lời đã nói cho Tô Vân nghe nói lại với Tô Yên. Harry Potter fanfic. Tô Yên hờ hững nói, khuôn mặt là do cha mẹ ban cho, tôi bẩm sinh đã đẹp như vậy. Thật kiêu ngạo. Sở Hướng Nam đột nhiên cảm thấy tính cách của Tô Yên thật hấp dẫn. Tiểu Yên, nhà họ Lục đã phá sản rồi. Em ở bên cạnh một tên nghèo hèn như Lục Cận Phong thật sự rất là ấm ức, anh ta hoàn toàn không xứng với em, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ lập tức cưới em làm vợ. Những lời này vừa rơi vào tai Tô Vân từ trong nhà vệ sinh ra, cô ta tức giận đến mức sắp bùng nổ. Cô ta đã dốc hết công sức ra để dụ dỗ Sở Hướng Nam, nhưng chỉ có được một cái danh là nhân tình, Tô Yên vừa xuất hiện, Sở Hướng Nam đã lập tức hứa sẽ kết hôn với cô. Tô Yên giễu cợt, nhìn Sở Hướng Nam từ trên xuống dưới. Với cái tính cách cặn bã này của anh, cho dù có sách xếp cho tôi cũng cảm thấy chán ghét. Tiểu Yên, em kiêu ngạo với anh làm gì chứ? Sở Hướng Nam thẹn quá hóa giận, sao hả, chẳng lẽ em cũng nhắm vào chủ tịch của tập đoàn Yên Phong mà đến sao? Cũng. Hai mắt Tô Yên nheo lại, có người ngấp nghé chồng của cô à? Đúng vậy, tôi còn đang vội đi gặp chủ tịch tập đoàn Yên Phong đây, nên sẽ không nói với anh nữa. Tô Yên quăng lại câu này rồi trực tiếp đi vào đại sảnh. Hai người đến cùng nhau, nhưng Lục Cận Phong ở bãi đậu xe trả lời điện thoại, nên Tô Yên mới một mình lên trước. Với tư cách là người tổ chức, Tô Yên là nữ chủ nhân, nếu Lục Cận Phong có việc, nữ chủ nhân làm sao có thể không có mặt được, vì vậy cô mới lên trước. Tô Yên vừa cầm một ly rượu vang đỏ, Tô Vân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cô, mà còn hùng hồn nói, Tô Yên, chủ tịch tập đoàn Yên Phong là của tôi, lần này cô đừng hòng giành với tôi. Tôi nghe nói chủ tịch tập đoàn Yên Phong còn trẻ và có địa vị, làm sao anh ấy có thể thích một người phụ nữ đã sinh 4 đứa con như cô được. Đây là kết quả của việc bày đặt làm ra vẻ bí mật, Tô Yên đau đầu, hóa ra Tô Vân là kẻ đang ngấp nghé chồng cô. Đều là những người phụ nữ đã từng sinh con, cô đừng nghĩ rằng cô chỉ sinh một đứa là có thể kỳ thị tôi vì tôi đã sinh 4 đứa con.
Tô Yên không vui. Cô sinh bốn đứa con thì đã sao, đâu có ăn cơm nhà người ta, sao cô lại ăn nói hùng hồn như vậy, cô không sợ chủ tịch tập đoàn Yên Phong đã kết hôn rồi sao? Đã là người có vợ có con rồi sao? Chương 292, thay tôi tiếp đón Lâu Doanh. Tô Vân thật sự chưa từng nghe nói đến chuyện này. Cô ta chỉ biết rằng đối phương tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu đã trẻ như vậy, lại còn dốc lòng cho sự nghiệp như thế, chắc chắn là vẫn chưa kết hôn sinh con. Nghĩ đến đây, Tô Vân lại cảm thấy có chút động lực, tôi từng sinh con thì sao chứ, ít nhất bây giờ tôi đang độc thân. Còn cô lén lút tìm trai đẹp sau lưng Lục Cận Phong, với tính cách của anh ta, tôi đột nhiên rất muốn nhìn xem cô sẽ có kết cục thế nào. Tô Vân hận không thể khiến Lục Cận Phong ra tay với Tô Yên, còn là kiểu đánh cô đến chết. Lúc trước khi Tần Phương Linh ngoại tình bị bắt được, Tô Đình Nghiêm đã đánh bà ta đến chết. Tô Yên thở dài một hơi, hỏi Tô Vân, cô ra ngoài tham gia tiệc rượu mà không chuẩn bị trước sao? Tô Vân có dự cảm không tốt, cô có ý gì? Không cần Tô Yên nói rõ, lúc này, Lý Mộc Sinh đã đi qua, Tiểu Yên, sao Tiểu Phong vẫn còn chưa tới? Là bên tổ chức, hai vợ chồng các con có thể tích cực một chút không? Rất nhiều bạn bè truyền thông và cả những nhân vật ưu tú khắp thế giới đều đang đợi kìa. Cha nuôi, Lục Cận Phong đang nghe điện thoại, Tô Yên còn chưa nói xong thì đã thấy Lục Cận Phong đến, nói cha nuôi, anh ấy đến rồi, tiệc rượu sẽ lập tức bắt đầu ngay. Lục Cận Phong vừa xuất hiện, suýt nữa đã khiến cả hội trường lật ngửa. Tô Vân kinh ngạc bởi câu là bên tổ chức của Lý Mộc Sinh đến ngẩn người, buổi tiệc rượu này là do Tô Yên và Lục Cận Phong tổ chức sao? Tô Yên ngoài cười như trong không cười, nói trân trọng cơ hội tham gia tiệc rượu lần này đi, sau này bất kỳ buổi tiệc nào mà Tô Yên tôi tổ chức, cô cũng sẽ không có tư cách tham gia đâu. Cô không muốn phải thường xuyên nhìn thấy người mà mình không thích, cô đâu phải là thánh mẫu. Tô Vân hoàn hồn lại, tỏ vẻ khó tin, chủ tịch của tập đoàn Yên Phong là Lục Cận Phong sao? Hai chữ Yên Phong đã đủ để nói rõ tất cả rồi, như vậy còn chưa đủ hay sao? Tô Yên nở nụ cười tức chết người không đền mạng, lần sau khi ra cửa nhớ mang theo chỉ số thông minh, nếu không sẽ trở thành trò cười đấy. Tô Vân nhớ đến chuyện xảy ra ở cửa hàng bán hàng xa xỉ mấy hôm trước, Tô Yên tiện tay lấy ra một tấm thẻ đen, lúc đó cô ta đâu ngờ được là Lục Cận Phong đã chở mình được rồi. Bây giờ mới có hơn một tháng, sao Lục Cận Phong có thể chở mình nhanh như vậy được chứ? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân không kìm nén nổi cảm xúc của mình. Kéo Tô Yên lại, Lục Cận Phong đã thật sự chở mình rồi sao? Sao có thể? Không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Chuyện này đã rõ ràng như vậy rồi, chỉ là Tô Vân không muốn tin mà thôi. Tôi nghe nói Lục Thị phá sản, nợ mấy trăm tỷ, một con số lớn như vậy, sao có thể trả sạch chỉ trong thời gian ngắn, sau đó lại vùng dậy chứ? Có lẽ người khác không thể, nhưng anh ấy là Lục Cận Phong, anh ấy có khả năng này. Tô Yên là vợ của Lục Cận Phong. Cô cảm thấy vô cùng tự hào, đúng rồi, tôi vẫn luôn quên mất một việc, đó là phải cảm ơn cô lúc đầu đã đẩy một người chồng tốt như vậy cho tôi, cảm ơn nhé. Lời này có chắc là không phải đang châm dầu vào lửa, tức chết Tô Vân chứ? Tô Vân bị chọc tức đến sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lại. Cô ta lại một lần nữa cảm thấy hối hận khi đã nhường Lục Cận Phong cho Tô Yên, nếu như lúc đầu cô ta gả cho Lục Cận Phong, vậy thì bây giờ tốt biết bao. Tô Yên đi đến bên cạnh Lục Cận Phong, hai người lên sân khấu với tư cách chủ tiệc, khoảnh khắc đó, dường như trời đất thay đổi, hai người quả thật là duyên trời định. Khi Lục Cận Phong tiết lộ mình là chủ tịch của tập đoàn Yên Phong, người kinh ngạc không chỉ có một mình Tô Vân, mà các khách mời phía trước đều vô cùng bất ngờ. Tập đoàn Yên Phong có thế như trẻ tre, với thế tấn công mạnh mẽ đã nhanh chóng đứng vững, lúc nãy mọi người còn đang suy đoán không biết vị chủ tịch bí ẩn này là ai. Nhưng không ai đoán đó lại là Lục Cận Phong vừa mới tuyên bố phá sản cách đây không lâu. Tốc độ kiếm tiền và độ nhạy bén đối với cơ hội kinh doanh của Lục Cận Phong thật là thần kỳ. Người đàn ông mạnh mẽ thế này, điều khiến người khác tức nhất không phải là khả năng kiếm tiền của anh, mà là anh còn rất cưng chiều vợ. Tô Yên chiếm phần lớn cổ phần của tập đoàn Yên Phong, việc này chứng tỏ Lục Cận Phong là người làm công cho Tô Yên. Lục Cận Phong không hổ danh là đứa con của trời, dưới ánh đèn sân khấu. Tay anh vẫn luôn nắm lấy tay của Tô Yên, gương mặt góc cạnh rõ ràng 360 độ không góc chết. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng có mặt, đang ở phía dưới nhìn cha mẹ mình. Cha thật là giỏi. Cha mẹ trở thành tấm gương tốt mới là cách giáo dục con trẻ tốt nhất. Vạn Nhất ở bên cạnh phỉ nhổ, đây đâu phải là buổi họp mặt của tập đoàn Yên Phong với mọi người,
đây là buổi phát cơm chó mới đúng, gạt hết đám người độc thân chúng ta vào đây, sau đó đóng cửa giải cơm. Còn không phải sao, Lục Cận Phong cầm đèn pin, ánh mắt nhìn Tô Yên một cách cưng chiều, sau đó tuyên bố với mọi người, ngày 6 tháng 6, tôi và vợ của tôi sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Tinh Tế, đến lúc đó hoan nghênh bạn bè thân thiết đến uống ly rượu mừng. Anh vừa tuyên bố thời gian kết hôn, cả hội trường lại trở nên xôn xao. Tô Yên đã trở thành đối tượng mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ, mọi người đều cho rằng sau khi Tô Yên sinh con, Lục Cận Phong cũng sẽ không cho cô hôn lễ mang tính hình thức như thế này đâu, ai ngờ Lục Cận Phong lại cho. Tô Yên ngại ngùng, nép vào người Lục Cận Phong như chú chim nhỏ, cảnh tượng này vô cùng bổ mắt, chén cơm chó này, mọi người kính trước. Mọi người đều lần lượt nói lời chúc mừng. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Lục, chúc mừng Mợ Lục. Mợ Lục, Tổng Giám Đốc Lục, chúc hai người trăm năm hòa hợp. Đôi mắt ghen tức của Tô Vân sắp phun ra lửa rồi, sự ghen tức sẽ khiến người ta thay đổi, mà người ghen tị đâu chỉ có một mình Tô Vân. Sở Hướng Nam cũng ghen tị chứ. Ở trước mặt Lục Cận Phong, lòng tự tôn của một người đàn ông trong anh ta đã bị anh dẫm nát. Thậm chí anh ta cũng chẳng còn mặt mũi, chẳng có dũng khí để đứng trước mặt Lục Cận Phong nữa. Thế mà lúc nãy anh ta còn không sợ chết mà đi trêu chọc Tô Yên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Sở Hướng Nam cố gắng đi qua, học theo đám thương nhân xung quanh, chúc mừng Tổng Giám Đốc Lục, Mợ Lục, chúc Tổng Giám Đốc Lục và Mợ Lục trăm năm hòa hợp. Tô Yên vô cùng khinh thường cách làm này của Sở Hướng Nam, thật là không có liêm sỉ mà. Lục Cận Phong nâng ly, Tổng Giám Đốc Sở, đến lúc đó nhất định phải đến uống ly rượu mừng đấy. Đây là Lục Cận Phong đích thân mời đấy. Sở Hướng Nam được coi trọng, cảm thấy vừa mừng vừa lo, nhất định, nhất định. Tô Yên ngạc nhiên, mời Sở Hướng Nam không phải khiến mình thêm tức sao? Sao anh lại mời anh ta? Tô Yên đè thấp giọng hỏi. Để tình địch hết hy vọng. Lục Cận Phong nói, nếu so ra, lực sát thương khá lớn đấy. Không ngờ anh cũng thật nhỏ mọn đấy. Tô Yên không nhịn được mà bật cười, em còn tưởng anh thật sự rộng lượng như vậy chứ. Đối với tình địch, anh sẽ không bao giờ qua loa. Dù có thế nào thì Sở Hướng Nam cũng là bạn trai cũ của Tô Yên, sao Lục Cận Phong có thể không để bụng được. Được rồi, anh nói chuyện với mọi người đi, em đi tìm con trai. Tô Yên buông Lục Cận Phong ra, tay cô bị nắm cả đêm, lòng bàn tay đầy mồ hôi rồi. Tô Yên nhìn khắp nơi, không thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đâu cả, nhưng lại nhìn thấy Vạn Nhất, cô đi qua hỏi, Hạ Phi và Tiểu Vũ đâu rồi? Vừa mới ra ngoài rồi, không biết hai anh em nó làm gì mà bí mật lắm. Được, tôi đi tìm tụi nó. Tô Yên đi vài bước, lại dừng lại, nói, Vạn Nhất, một lát nữa Lâu Doanh và Phi Minh sẽ đến, cậu giúp tôi tiếp đón họ trước nhé. Mẫu Dạ Xoa đó sắp đến, Vạn Nhất lập tức vực dậy tinh thần. Tô Yên cười cười, đi xuyên qua hành lang ra bên ngoài. Lúc này, một dì lao công đẩy xe đẩy, đội khẩu trang đi qua từ phía đối diện. Hai tay Tô Yên nhấc váy, cũng không để ý đến đối phương, cô đi ngang qua dì lao công đó. Khi Tô Yên đi lướt qua, mới đột nhiên phát hiện sự bất thường. Vào khoảnh khắc đi lướt qua đó, dì lao công đó hơi cúi đầu, cô vô thức liếc nhìn một cái, thấy trên mặt của dì mặc đồ lao công đó có một vết sẹo. Đến khẩu trang cũng không che hết được vết sẹo đó. Tô Yên nhớ ra rồi, là Tần Nhã Hân. Đợi đến khi Tô Yên quay đầu, trong hành lang đã không còn ai nữa. Chương 293, Vạn Nhất mềm lòng với phụ nữ. Nếu Tần Nhã Hân thật sự xuất hiện ở bữa tiệc, chắc chắn là có mục đích. Tô Yên vội gặp người, Hạ Vũ và Hạ Huy đúng lúc đi đến, Tô Yên nói, rất có thể Tần Nhã Hân đã đến đây, hai người mau tìm Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc về. Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt của Hạ Vũ và Hạ Huy trở nên nghiêm túc, chị dâu yên tâm, chúng tôi sẽ tìm hai đứa nhỏ về ngay. Tô Yên cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Lục Cận Phong, đè thấp giọng nói, hình như em vừa nhìn thấy Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong hơi nhíu mày, để anh bảo Vạn Nhất đi xử lý. Bây giờ anh không thể rời đi được. Lục Cận Phong quét nhìn một vòng sảnh tiệc, không nhìn thấy Vạn Nhất đâu, Yên Yên, em có nhìn thấy Vạn Nhất không? Lúc nãy có thấy, em bảo anh ta một lát giúp em tiếp đón Lâu Doanh, mới một lúc mà đã đi đâu rồi. Tô Yên cũng không nhìn thấy Vạn Nhất, quả nhiên là một người không đáng tin chút nào, em đi tìm con đã. Được, chú ý an toàn. Vâng. Tô Yên lại đi ra khỏi sảnh tiệc. Tô Vân vẫn luôn chú ý đến Tô Yên, thấy cô đi ra rồi đi vào rồi lại đi ra, chắc chắn là đã có chuyện gì đó.
Tô Vân chỉ hận không thể có chuyện lớn xảy ra với Tô Yên. Cô ta bỏ ly rượu đỏ xuống, đi theo ra ngoài. Trên hành lang không có ai cả, chỉ mới một lúc mà đã không thấy người rồi. Cùng lúc này, trong nhà vệ sinh, Vạn Nhất đang soi gương chỉnh trang lại tây trang của mình, đến sợi tóc không ngay ngắn cũng được vuốt ngay lại. Thật là đẹp trai. Vạn Nhất nhìn bản thân trong gương, không nhịn được mà tự khen mình. Vô cùng tự luyến, giống như chú chim khổng tước đang xòe đuôi. Vạn Nhất vô cùng hài lòng, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ta đi nhanh, lúc quẹo cua thì đụng vào một xe đẩy rác đang đi đến. Tây trang bị vướng rách rồi. Sắc mặt Vạn Nhất lập tức trở nên không tốt, thấy đối phương là một dì lao công, đành đè lửa giận xuống. Bỏ đi, xin lỗi. Người đẩy xe chính là Tần Nhã Hân, cô ta đeo khẩu trang, cúi thấp đầu, mặc đồng phục của dì lao công. Tâm trạng đang tốt của Vạn Nhất bị phá hoại, nhưng cũng không so đo với một dì lao công, nhanh chóng đi lướt qua. Lúc đi ngang qua, Vạn Nhất ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng, anh ta hiểu khá rõ về nước hoa, lập tức ngửi ra đây là mẫu mới nhất của Y Luyến, giá bán tận hơn 50.000 một chai. Dì lao công một tháng có được bao nhiêu tiền lương chứ? Sao có thể thời thượng như vậy? Dùng loại nước hoa đắt tiền như thế. Đứng lại. Vạn Nhất xoay người, gọi Tần Nhã Hân đang định rời đi, xoay người lại, tháo khẩu trang xuống. Tần Nhã Hân cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lấy tay vịn của xe đẩy, không dám xoay người. Vạn Nhất cảm thấy không ổn, vòng đến trước mặt Tần Nhã Hân để nhìn. Đột nhiên, Tần Nhã Hân đẩy chiếc xe tông mạnh vào Vạn Nhất, sau đó lập tức đẩy xe chạy ra ngoài. Vạn Nhất nhanh kéo khẩu trang của Tần Nhã Hân xuống. Nhìn rõ mặt của cô ta, ngạc nhiên nói, Nhã Hân, thật sự là cô sao, cô đến đây làm gì? Tần Nhã Hân lấy tay che mặt, sợ bị người khác nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Nhã Hân. Vạn Nhất nắm lấy tay Tần Nhã Hân, đừng hòng đi, nói mau, cô đến đây làm gì? Nhã Hân, tôi cảnh cáo cô, đừng làm bậy, sự kiên nhẫn của tất cả chúng tôi đều có hạn thôi đấy. Vạn Nhất biết thời gian trước. Tần Nhã Hân đã đến thôn Trương gia bắt Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Tần Nhã Hân giãy không thoát, nói em chỉ đến để nhìn anh Cận Phong thôi, không có ý gì khác, anh và em quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không hiểu con người em sao? Vạn Nhất chế giễu, con gái của Tần Chấn Lâm, người đứng đầu địa sát, trước kia chúng tôi bị hai chị em cô gạt nhiều năm như vậy, tôi thật sự nhìn không ra con người của cô, tôi khuyên cô đừng gây chuyện nữa, đừng tiếp bước theo chị cô. Tần Nhã Hân đột nhiên tỏ ra đáng thương, anh Cận Phong đã có 4 đứa con với Tô Yên rồi, cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, em còn có thể làm gì nữa chứ? Bây giờ khắp nơi đều đang truy lùng em muốn rời khỏi đây cũng không thể đi, em chỉ là nghe nói hôm nay anh Cận Phong sẽ tới đây, nên em đến đây chỉ là muốn lén lút nhìn anh ấy một cái mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tần Nhã Hân cố tình đưa vết sẹo trên mặt ra cho Vạn Nhất nhìn thấy, vết sẹo dữ tợn trông vô cùng đáng sợ. Anh có biết vết thương này là từ đâu không? Là do Tô Yên rạch đấy, miệng vết thương quá sâu, không thể khép lại được, em đã làm mười mấy cuộc phẫu thuật phục hồi nhưng vẫn không thể nào loại bỏ được. Tần Nhã Hân nói đến đây thì rơi nước mắt, đối với một người phụ nữ, vẻ ngoài quan trọng đến thế nào chứ, bây giờ em căn bản không thể nào gặp người khác. Nhìn thấy vết thương trên mặt Tần Nhã Hân, Vạn Nhất cũng hơi không nhịn được mà cảm thấy đồng tình. Một gương mặt đẹp như vậy mà lại có một vết sẹo xấu xí như thế. Đổi lại là cô gái khác thì cũng không thể nào chấp nhận được. Trở về tôi sẽ bảo Sa Thành Nghị xem cho cô, tên đó cả ngày nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ, nói không chừng có thể chữa lành gương mặt của cô. Tần Nhã Hân đã thử qua rất nhiều cách rồi, cô ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng với lời nói của Vạn Nhất. Anh Vạn Nhất, anh đừng lo lắng cho em nữa, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho em. Em còn có việc, đi trước đây, anh đừng có nói với anh Cận Phong là em đến đây nhé, từ nay về sau. Em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh Cận Phong và Tô Yên nữa. Tần Nhã Hân ấm ức khóc lóc, gương mặt đẫm nước mắt. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Vạn Nhất làm sao có thể thật sự đưa cô ta đến cục cảnh sát chứ? Vạn Nhất nói, cô thật sự ăn năn, tôi cũng cảm thấy vui cho cô. Cô hãy quản lý địa sát cho tốt, sau này đừng đến đế đô nữa, đi đi. Cảm ơn anh Vạn Nhất. Tần Nhã Hân lau nước mắt, đẩy xe rời đi. Tần Nhã Hân vừa mới rời đi một lúc, Lâu Doanh đã lo lắng không yên chạy đến, gà luộc, anh có nhìn thấy Tần Nhã Hân không? Tiếng gọi gà luộc này khiến Vạn Nhất không vui, mẫu dạ xoa, nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô xem, có thể thục nữ một chút,
có chút dáng vẻ của phụ nữ không? Uổng công cô có gương mặt của một người phụ nữ, nhưng tính cách lại chẳng khác gì đàn ông. Lâu Doanh gấp gáp nói, ít nói nhảm thôi, có nhìn thấy Tần Nhã Hân không? Cô ta đẩy xe đẩy, mặc bộ đồng phục của dì Lao Công. Có nhìn thấy, cô ấy đi rồi, sao vậy? Vạn nhất không hiểu gì cả. Hai mắt Lâu Doanh trừng to, anh để cô ta đi. Đúng vậy, Vạn nhất tưởng rằng Lâu Doanh đến bắt Tần Nhã Hân vì chuyện cô ta bắt cóc Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc trước kia, nên nói có giỏi thì tự mình đi bắt. Anh đúng là đồ đầu heo, Hạ Vũ Mặc đang ở trong xe đẩy của Tần Nhã Hân đấy. Vạn nhất kinh ngạc nói, gì cơ? Cô ta đi hướng nào? Lâu Doanh lười nói nhiều lời với Vạn nhất. Cửa sau. Mau, đuổi theo. Lâu Doanh co chân chạy ra cửa sau, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Tô Yên chị, cô ta chạy ra cửa sau rồi. Mấy phút trước, Tô Yên tìm thấy Hạ Phi, mới biết rằng Hạ Vũ Mặc không ở cùng Hạ Phi, sau đó cô xem camera, phát hiện Hạ Vũ Mặc đã bất tỉnh và bị để vào trong xe đẩy mà Tần Nhã Hân đẩy. Lâu Doanh xem xong camera thì chạy đến đây trước. Vạn nhất cũng lập tức chạy ra cửa sau, đúng lúc nhìn thấy Tần Nhã Hân lái xe rời đi, chiếc xe Lao Công cô ta đẩy trước đó bị bỏ qua một bên. Lâu Doanh tức tối, chậm một bước rồi. Lên xe. Vạn nhất lập tức đi qua chiếc xe màu trắng ở bên cạnh. Bãi đậu xe trước mặt đã kín chỗ rồi, trước đó vì để đi đường tắt, anh ta đã đậu xe ở cửa sau. Lâu Doanh kéo cửa xe ra ngồi vào, biển số xe là 286F2. Lúc nãy cô ấy đã ghi nhớ biển số xe của Tần Nhã Hân rồi. Chương 294, Lâu Doanh đã biết chuyện Vạn nhất thuê máy bay để ngăn cản cô ta. Vạn nhất đạp chân ga hết cỡ, may mà đây là đường một chiều. Trong vòng 3 km sắp tới cũng chỉ có thể đi thẳng. Rất nhanh, Vạn nhất đã nhìn thấy xe của Tần Nhã Hân. Con đường này có tổng cộng 3 làn đường, dòng xe cộ rất nhiều, xe cộ lại quá đông, Vạn nhất không thể nào đuổi theo kịp, chỉ có thể đi theo phía sau. Lâu Doanh thấy vậy cũng sốt ruột nói, gà luộc, lách qua đi, ép xe cô ta dừng lại. Vạn nhất tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước nói, Tiểu Vũ ở trên xe của cô ta, đi theo sát quá. Bí quá hóa liều, Tiểu Vũ sẽ gặp nguy hiểm, cô yên tâm đi, không mất dấu đâu. Lâu Doanh nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, gửi tin nhắn cho Bạch Phi Minh, cũng gửi cả biển số xe của Tần Nhã Hân. Xe của Tần Nhã Hân chạy về phía bến tàu, Vạn Nhất rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Tần Nhã Hân. Vạn Nhất đang định gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, Lục Cận Phong đã gọi đến cho anh ta. Giọng điệu của Lục Cận Phong vô cùng nôn nóng, bây giờ các cậu ở đâu? Trên cầu vượt, Vạn Nhất nói, đại ca, có lẽ Tần Nhã Hân muốn đưa Tiểu Vũ đến bến tàu, anh thông báo cho người đến bến tàu chặn đường đi. Được, không nói nhiều, Lục Cận Phong cúp máy, sau đó lập tức thông báo cho tất cả người của ám dạ ở gần bến tàu chạy về phía bến tàu. Tô Yên rất muốn đi nhưng Lục Cận Phong không cho, đi nhiều người quá ngược lại càng rối thêm, em về nhà chờ tin trước đi. Lục Cận Phong, em lo lắng cho Tiểu Vũ. Tô Yên nóng lòng sốt ruột. Không sao, Lục Cận Phong khẽ hôn lên trán Tô Yên nói, em đi về cùng với ông nội đi, chuyện của Tiểu Vũ tạm thời đừng nói cho ai biết. Như thế là vì không muốn để cho ông cụ Lục và Trần Tố Anh lo lắng. Được. Vạn Nhất đã đi theo Tần Nhã Hân suốt cả quãng đường, anh ta nhìn Tần Nhã Hân lái xe chạy đi, đèn xanh cũng biến thành đèn đỏ, anh ta giảm tốc độ dừng xe lại. Lâu Doanh ở bên cạnh quát, phóng qua luôn đi. Đèn đỏ mà. Lâu Doanh tức giận quát, mẹ kiếp, Tiểu Vũ đang ở trong xe Tần Nhã Hân, anh còn quan tâm đèn xanh hay đèn đỏ sao? Vạn Nhất đạp ga tăng tốc, phóng xe qua, xin lỗi, tôi quen dừng xe khi gặp đèn đỏ rồi, như thế chứng tỏ tôi là một công dân tốt biết tuân thủ luật giao thông. Gặp đèn đỏ thì dừng xe, đây chính là bản năng. Tăng tốc cho tôi, nếu anh không được thì để tôi. Lâu Doanh quả thật không nhịn được nữa, muốn tự mình lái xe. Vạn Nhất tự cho rằng tốc độ của mình rất nhanh, nhưng theo Lâu Doanh thấy quả thật chỉ như rùa bò. Để cô lái, không biết có bao nhiêu người vô tội gặp tai nạn. Vạn Nhất nói thêm, đừng lo lắng quá, Tần Nhã Hân sẽ không làm gì Tiểu Vũ thật đâu, đó chính là con trai của đại ca, cô ta không dám đâu. Đó chính là cục cưng yêu quý của chị tôi, nếu bị sứt mẻ chút nào chị ấy sẽ đau lòng lắm, bây giờ đang bị người ta bắt cóc đó. Lâu Doanh lo lắng cho Hạ Vũ Mặc. Nhưng lại càng phẫn nộ hành động của Tần Nhã Hân hơn, như thế cũng quá xem thường mình rồi, dám gây án trước mắt Lâu Doanh cô. Bây giờ Lâu Doanh làm việc cho nhà nước, chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của mình, nhất định phải bắt người lại.
Vạn nhất đi theo Tần Nhã Hân đến bến tàu, người ở đây rất đông, bỗng nhiên có mười mấy người chạy đến trước xe Vạn Nhất vội vàng phanh xe lại. Đây là một đoàn du lịch, hơn nữa còn toàn là các ông cụ bà lão. Người dẫn đoàn của đoàn du lịch dẫn mọi người lên thuyền, Dương Cờ gật đầu với Vạn Nhất, tỏ ý xin lỗi. Những người già này đi rất chậm, Vạn Nhất chỉ có thể dừng xe lại, một lát sau xe của Tần Nhã Hân đã không thấy đâu nữa. Lâu Doanh tính tình nóng nảy, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống đuổi theo. Lâu Doanh, Vạn Nhất gọi cô ta nhưng không được. Đây vẫn là lần đầu anh ta gọi tên Lâu Doanh trước mặt cô ta, bình thường anh không gọi cô ta là mẫu Dạ Xoa thì gọi là cô Lâu. Vạn Nhất hoàn toàn không nhận ra, bỗng nhiên cách xưng hô của anh với Lâu Doanh đã thay đổi từ lúc nào. Vạn Nhất đợi đoàn du lịch đi qua xong, Lâu Doanh đã đứng trên bậc thềm, hai tay chống nạnh, trông vừa đẹp vừa ngầu, quan sát xung quanh. Vừa mới chạy một quãng đường, gương mặt Lâu Doanh đỏ bừng, làn da trắng ửng hồng, môi đỏ răng trắng, cho dù để mặt mộc cũng rất xinh đẹp. Vào giây phút đó, Vạn Nhất cảm thấy Lâu Doanh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, trong lòng anh ta bỗng chốc giống như chìm đắm vào trong vầng sáng, hào quang rực rỡ. Gió nhẹ khẽ lay làn tóc mai của Lâu Doanh, cũng có vẻ rất nữ tính. Đúng là ma ám thật rồi. Vạn Nhất khẽ lẩm bẩm, sao anh ta lại cảm thấy mẫu Dạ Xoa đó trông rất xinh đẹp chứ? Ngây ra đó làm gì vậy, vừa nãy có phải đang thèm khát vẻ đẹp của bà đây không? Lâu Doanh đập cửa xe nói. Vạn Nhất ngẩn ngơ không biết Lâu Doanh đã bước đến từ khi nào. Vạn Nhất khôi phục lại tinh thần, nghĩ một đằng nói một nẻo, cô nghĩ nhiều rồi, với nhan sắc chỉ được 6 điểm như cô, điện ảnh Vạn thì có cả tá. Bà đây trông như vậy mà chỉ được 6 điểm sao? Gà luộc, có phải anh bị mù rồi không? Chắc chắn là anh bị mù rồi, hoặc là khiếu thẩm mỹ của anh có vấn đề. Trông xấu như vậy còn không cho người ta nói. Vạn Nhất không thèm cãi nhau với Lâu Doanh nữa, nói, người đâu rồi? Chạy rồi, Lâu Doanh đuổi theo đã không thấy người đâu, cũng không thấy xe đâu nữa. Vạn Nhất tìm chỗ đỗ xe rồi xuống xe, đi, đại ca bọn họ đã đến trước rồi, bến tàu này đã bị bao vây, trước khi chưa tìm được Tần Nhã Hân sẽ không có chiếc xe hay con tàu nào được rời khỏi. Bạch Phi Minh cũng đã đến, mấy người tụ họp ở bến tàu. Lục Cận Phong đã đến từ lâu, người của ám giả cũng đã bao vây bến tàu lại, nhưng vẫn không thấy Tần Nhã Hân đâu. Vạn Nhất nói, đại ca, em cảm thấy có người đang giúp cô ta. Vừa nãy người của đoàn du lịch xuất hiện cũng kỳ lạ quá. Có lật tung chỗ này lên cũng phải tìm cho tôi. Vẻ mặt Lục Cận Phong lạnh lùng nghiêm nghị, tỏ vẻ không phận sự đừng làm phiền. Hạ Phi cũng đi theo Hạ Vũ Hạ Huy chạy đến. Lạc mất em trai, người làm anh cũng có trách nhiệm. Hạ Phi hỏi, cha ơi, có tung tích của em trai chưa? Lục Cận Phong lắc đầu, chia tay nói, lấy máy tính ra. Thế là lại bắt đầu muốn tìm người thông quan camera giám sát, tiến hành hai cách cùng lúc. Hạ Huy đưa máy tính đến. Sau khi Hạ Phi biết Vạn Nhất làm mất dấu Tần Nhã Hân, hơi trách móc nói, ngài Vạn, anh lấy khí thế trước kia ngăn cản gì út đi Moscow ra đi, sao có thể để mất dấu? Vạn Nhất chợt giật mình, vội vàng bụng miệng Hạ Phi lại. Chột giả cười gượng nói, Moscow gì chứ, tôi không biết gì hết, Hạ Phi, cậu nhớ nhầm rồi. Vạn Nhất âm thầm nháy mắt cho Hạ Phi, nhất định đừng lỡ miệng nói ra, đã nhận tiền bịt miệng rồi, như vậy thật không biết điều. Đáng tiếc đã muộn rồi, Lâu Doanh đã nghe thấy hết. Vạn Nhất chết tiệt, hóa ra lần trước là anh dở trò. Lâu Doanh thật muốn rút cây đao 3 mét ra chém anh ta, đến bây giờ tôi vẫn thấy lạ, tại sao chuyến bay đến Moscow lại được bao hết. Thì ra anh chính là tên tỷ phú giỏm bao hết tất cả các chuyến bay đó. Bạch Phi Minh nghe được sự thật này cũng hơi kinh ngạc, hỏi một câu, Vạn Nhất, anh có ý đồ gì vậy? Vì ngăn cản Lâu Doanh đến Moscow mà bao hết tất cả các chuyến bay, hành động này rất khó hiểu. Vạn Nhất mà Bạch Phi Minh biết chính là thật muốn tặng cho Lâu Doanh một vé máy bay để Lâu Doanh bay càng xa càng tốt. Lâu Doanh nổi giận, đúng đó, gà luộc, tại sao anh lại làm như vậy? Nếu anh không nói ra lý do, hôm nay anh không xong với bà đây đâu. Vạn Nhất vội trốn sau lưng Lục Cận Phong, tìm người bao che nói, mẫu Dạ Xoa, mấy năm nay cô thường gây phiền phức cho tôi, lẽ nào tôi không được gây phiền phức cho cô sao? Chỉ vì muốn gây phiền phức cho Lâu Doanh. Cách giải thích này, hình như cũng có lý. Ban đầu Vạn Nhất cũng giải thích với Hạ Phi như vậy. Trước đây Hạ Phi không tin, lần này đương nhiên cũng không tin, nhưng cậu bé lười đi vạch trần anh ta. Tìm em trai quan trọng hơn.
Lục Cận Phong liếc Vạn Nhất đang nấp sau lưng mình một cái, nói, mau đi tìm người đi. Vâng, đại ca. Vạn Nhất chỉ mong nghe thấy lời này, đồng ý rất sảng khoái. Vào lúc mọi người đang chia nhau ra đi tìm, Tần Nhã Hân mặc chiếc quần dài, mái tóc tung bay đứng ở chỗ cách đó không xa chào hỏi mọi người. Anh Cận Phong, anh Vạn Nhất, các anh ở đây à? Sự xuất hiện của Tần Nhã Hân lập tức khiến mọi người đều giật mình. Chương 295, Tô Yên hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes. Yêu tinh, trốn đằng nào? Lâu Doanh xông qua đó trước tiên, hai tay giữ chặt Tần Nhã Hân lại, còng tay dứt khoát khóa lại. Xong việc. Mọi người. Tinh thần chính nghĩa của Lâu Doanh bùng nổ, đây là lần đầu cô ta bắt người kể từ khi làm việc cho nhà nước, trước đây đều đi theo Lãnh Phùng phá án, việc vặt vãnh nhiều lại nhàm chán buồn tẻ. Lần này cô ta có thể công khai bắt người, cảm giác đó quả thật quá sung sướng. Bắt Tần Nhã Hân về, không phải Lâu Doanh cô có thể lập công rồi sao? Không chừng sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương nữa. Ha ha, càng nghĩ càng thấy sướng. Tần Nhã Hân giãy giụa, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngỡ ngàng, Lâu Doanh, cô đang làm gì vậy? Yêu tinh, còn giả vờ với tôi, lần trước để cô chạy thoát ở thôn Trương gia, lần này lại để cô chạy thoát nữa thì tên của bà đây sẽ viết ngược. Lục Cận Phong bước nhanh đến, lạnh lùng chất vấn, Tiểu Vũ đâu, cô đem Tiểu Vũ đi đâu rồi? Em trai tôi đâu? Hạ Phi cũng sốt ruột hỏi. Mấy người Vạn Nhất cũng lập tức bước đến, Vạn Nhất nói, mau nói Tiểu Vũ ở đâu? Cô không thể ép tôi không nể tình như vậy. Nhất thời mềm lòng, nếu như gây ra chuyện lớn, như thế làm sao được? Anh Cận Phong, anh Vạn Nhất, em không hiểu hai người nói gì cả, Tiểu Vũ làm sao? Trên mặt Tần Nhã Hân tỏ vẻ tôi không biết gì hết giơ tay lên nói, bắt tôi làm gì vậy? Lần trước không phải tôi muốn bắt Tiểu Vũ và Hạ Phi, tôi chỉ nhìn thấy trên TV, muốn đến thăm hai đứa nhỏ, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả. Lâu Doanh kinh ngạc chừng to đôi mắt nói, chà. Giữa ban ngày ban mặt, nói dối không chớp mắt, dáng vẻ cũng ngầu lắm, cô nói xem mấy người bọn tôi có tin không. Coi người ta là đồ ngốc sao. Ban đầu Hạ Vũ Mặc bị người ta bắt cóc là chuyện rất nghiêm trọng, Lâu Doanh vừa nói xong lại nghe có vẻ như đang kể chuyện cười. Trong lòng Tần Nhã Hân rất ghét cái miệng này của Lâu Doanh, lời nào cũng bị Lâu Doanh chặn họng. Tần Nhã Hân tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, giọng hơi nghẹn ngào nói với Lục Cận Phong, anh Cận Phong, em. Giọng nói vừa dịu dàng tình cảm lại vừa óng ẹo. Còn chưa kịp nói xong Lục Cận Phong đã lạnh lùng quát, câm miệng. Trước đây nể mặt Tần Nhã Đan, Lục Cận Phong còn rất dung túng cho Tần Nhã Hân, bây giờ Tần Nhã Đan chết rồi, Tần Nhã Hân lại kiếm chuyện hết lần này đến lần khác, anh cũng rất bực mình. Lục Cận Phong lại gần, giọng điệu lạnh lùng, cho cô cơ hội cuối cùng, Tiểu Vũ ở đâu? Em, Tần Nhã Hân mở miệng, nước mắt lưng tròng, người gặp người thương, quyến rũ mê người. Phút chốc nước mắt lại sắp trào ra, như thế có người đàn ông nào không mềm lòng chứ? Rõ ràng là cô ta đang dùng mỹ nhân kế. Lâu Doanh bỗng nhiên lên tiếng, mắt cô có tật à? Người đẹp dùng chiêu này mới gọi là mỹ nhân kế, loại người như cô cùng lắm chỉ là đồ xấu xí diễn hề thôi. Lời này rất tàn nhẫn. Thật sự rất độc miệng. Tần Nhã Hân xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, thật muốn tìm một cái hố chui vào. Quả thật Vạn Nhất không nhịn cười được nữa. Hạ Vũ Hạ Huy cũng không nhịn được phì cười. Bạch Phi Minh che miệng, suýt chút đã cười thành tiếng. Lục Cận Phong lườm Lâu Doanh một cái, gần mực thì đen mà, những lời độc mồm độc miệng này cũng có vẻ hơi giống Tô Yên. Tìm Hạ Vũ Mặc quan trọng hơn, Lục Cận Phong lạnh lùng cảnh cáo, Tần Nhã Hân, đừng dẫm lên vết xe đổ của chị cô. Nghe xong Tần Nhã Hân chợt giật mình. Cô ta quen biết Lục Cận Phong nhiều năm như vậy, vậy mà anh lại không nể tình chút nào. Anh Cận Phong, em thật sự không biết Tiểu Vũ ở đâu, nếu như em đưa Tiểu Vũ đi, sao em lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Tần Nhã Hân rất cứng miệng, nói em đi dự tiệc rượu, cũng chỉ là muốn lén đi thăm anh không tin có thể hỏi anh Vạn Nhất. Vạn Nhất giơ tay ra hiệu, tôi không làm chứng được. Lúc này còn bao che cho Tần Nhã Hân, vậy thì thật sự ngu ngốc quá rồi. Hạ Huy Hạ Vũ, đi tìm. Lục Cận Phong lười nói lười thừa thãi. Chỉ cần tìm thấy xe của Tần Nhã Hân là được. Tần Nhã Hân bị giữ lại, những người khác đi tìm. 10 phút sau đã tìm thấy xe của Tần Nhã Hân, ở ngay trong hầm giữ xe, nhưng bên trong không có ai. Trong thời gian ngắn đưa người đến chỗ khác, chuyện này không thể nào. Trong video giám sát của khách sạn, có thể nhìn thấy rõ ràng trong xe đẩy của Tần Nhã Hân có đồ.
Lục Cận Phong chú ý đến dòng người qua lại trên bến tàu, bây giờ không có một chiếc thuyền nào trên bến tàu có thể rời đi được, nhưng bến tàu lớn như vậy cũng khó tránh có chỗ sơ hở. Lâu Doanh hỏi, anh rể, hay là tôi đưa cô ta về cục cảnh sát trước nhé? Tôi không bắt Tiểu Vũ đi, anh Cận Phong, anh phải tin em. Tần Nhã Hân giải thích nói, các anh cũng đã tìm rồi, không có ai, anh Cận Phong, anh ép chết chị em, lẽ nào còn muốn ép chết em sao? Em đã làm sai một số chuyện, những chuyện đó đều bởi vì em yêu anh, hơn nữa cũng không đáng tội chết, các anh có chứng cứ gì chứng minh em bắt cóc Tiểu Vũ không? Đưa đến cục cảnh sát. Lục Cận Phong không hề nể tình chút nào. Nếu như không nhắc đến Tần Nhã Đan thì Lục Cận Phong cũng sẽ không đưa đi nhanh như vậy, nhưng vừa nhắc đến Lục Cận Phong cũng bắt đầu quyết tâm hơn. Lâu Doanh áp giải Tần Nhã Hân, đi thôi, đến cục cảnh sát uống trà rồi từ từ nói chuyện. Lục Cận Phong đã lật tung hết cả bến tàu cũng không tìm được người, còn vạn nhất rất chắc chắn, trong suốt dọc đường Tần Nhã Hân không hề dừng xe lại. Nếu như không đưa người đi chỗ khác trên đường đi, bến tàu cũng không có người, vậy thì chỉ có một khả năng. Có thể người đang ở trong khách sạn. Lục Cận Phong nghĩ đến đây lập tức nói, về khách sạn. Khách sạn. Tô Yên cũng không về nhà cũ nhà họ Lục, cô đang đợi tin tức. Đợi chờ đến sốt ruột, Tô Yên lại yêu cầu khách sạn trích xuất video giám sát, thật ra cô cũng không biết tại sao lại yêu cầu như vậy, cô chỉ cảm thấy mình nên làm vậy. Tô Yên nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình giám sát trước mặt, trong video giám sát, lần thứ nhất Tần Nhã Hân đẩy xe đẩy đi lướt qua cô, đi về phía nhà vệ sinh mới của khách sạn. Còn lần thứ hai xuất hiện trong video chính là lúc ở trước cửa nhà vệ sinh với Vạn Nhất. Sau đó là cảnh Tần Nhã Hân rời đi từ cửa sau. Tô Yên ngẩng đầu lên nhìn mười mấy màn hình video, có nhiều chỗ trong video giám sát đều có mặt của Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân là người cẩn thận, sao có thể ngu ngốc để mình lộ ra trước camera như vậy? Hơn nữa cô ta còn để lộ mấy lần. Càng nghĩ Tô Yên lại càng cảm thấy không đúng. Hình như Tần Nhã Hân cố tình để lộ, cô ta đang dụ mọi người phát hiện ra cô ta. Mục đích của cô ta là gì? Nghĩ kỹ lại vô cùng hoảng sợ. Tô Yên nhanh chóng xem hết tất cả các màn hình giám sát sau đó sắp xếp lại các chi tiết trong đầu. Rất nhanh, Tô Yên đã phát hiện ra manh mối. Đó chính là từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh đến cửa sau, Tần Nhã Hân đã biến mất 15 phút. Tô Yên lập tức nói với quản lý khách sạn, từ nhà vệ sinh đến cửa sau khoảng cách xa nhất cần bao nhiêu thời gian? Khoảng cách ngắn nhất cần bao nhiêu thời gian? Quản lý suy nghĩ một lát nói, từ nhà vệ sinh đến cửa sau chỉ có một lối ra, chính là đi thang máy lên tầng 1, sau đó rẽ trái ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ 5 phút. Tần Nhã Hân quả thật đã từng xuất hiện trong thang máy. Vậy 10 phút còn lại, Tần Nhã Hân lại làm gì? Tô Yên vội nói, quản lý Mã, đưa tôi đi thử một vòng. Được thôi, Mợ Lục, mời đi bên này. Quản lý Mã đi trước. Tô Yên đi theo sau. Cô toàn men theo đường Tần Nhã Hân đã đi trong video giám sát. Đi thang máy xuống tầng 1, đến tầng 1 rẽ trái chính là đi về lối ra của cửa sau, mà rẽ phải cũng có một lối ra. Lối ra này đi đến đâu? À, bên đó là nhà bếp. Quản lý Mã nói, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, bên phía nhà bếp còn một cái cửa nhỏ, chuyên dùng để đi đổ rác thải trong nhà bếp. Nghe xong, Tô Yên lập tức bước nhanh về phía nhà bếp, tìm một đầu bếp. Hỏi có phải trước đó có một cô gái trông gọn gàng sạch sẽ đến đây không? Đầu bếp nhớ lại nói, có đến. Đến làm gì? Nói là đi đổ rác, cô ta đi theo sau đổ rác rồi đi mất. Chương 296, bỏ Hạ Vũ Mặc vào trong máy xay. Tô Yên xông thẳng đến lối đi nhỏ sau nhà bếp. Trên mặt đất để một đống rác thải của nhà bếp, mùi vô cùng gắt và khó ngửi. Một chiếc xe hốt rác dọn dẹp số rác thải này, đang định kéo đi. Vào lúc xe hốt rác chuẩn bị dọn dẹp rác thải của nhà bếp, Tô Yên vội vàng la to, khoan đã. Người lái xe dừng xe lại, thò đầu ra thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy dự tiệc đang xông về phía thùng rác, bắt đầu bới rác. Người lái xe không quen biết Tô Yên, nhưng lại quen quản lý Mã của khách sạn, nghi hoặc hỏi quản lý Mã, đây là. Anh Phạm xuống xe giúp một tay với, xuống đây tìm giúp. Mùi quá nồng, vừa dơ vừa thối, rồi nhặng bay khắp nơi. Quản lý Mã thật sự không dám bới rác. Tô Yên lại giống như nổi điên, không màn đến hình tượng lao vào lục thùng rác. Tiểu Vũ mất tích rồi, cô còn cần hình tượng gì nữa chứ? Tài xế xuống xe, bước đến trước mặt quản lý Mã nói, quản lý Mã, tìm gì vậy? Tìm,
Quản lý Mã cũng không biết Tô Yên đang tìm cái gì, từ đầu đến cuối anh ta không biết Tô Yên đang làm gì cả, nhưng đây là Mợ Lục, cơ hội nịnh hót tốt như vậy chắc chắn không thể bỏ qua được. Mợ Lục, cho hỏi cô đang tìm gì vậy? Bọn tôi tìm giúp cô. Tô Yên vừa bới rác vừa tiện thể trả lời một câu, tìm con trai tôi. Tìm con, quản lý Mã nhắc lại, bỗng nhiên phản ứng trở lại, còn tưởng mình nghe nhầm, tìm con trai trong thùng rác. Quản lý Mã hỏi lại lần nữa, Mợ Lục, cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ lắm. Quản lý Mã khẽ mỉm cười, ra vẻ nịnh nọt. Tìm con trai tôi. Tô Yên lật tung mấy cái thùng rác vẫn không tìm thấy người. Lần này quản lý Mã đã nghe rõ rồi, cũng không nghi ngờ, lại càng không dám nghi ngờ, anh ta nhắc lại với tài xế, tìm con trai tôi, à, nói nhầm rồi, tìm con trai dùm Mợ Lục. Tài xế cười nói, ở đây toàn là rác, sao lại có người được chứ? Tô Yên cả người hôi thối bước đến trước mặt tài xế nói, còn rác nữa không? Có lẽ do linh cảm giữa mẹ con, Tô Yên cảm thấy Tiểu Vũ ở gần đây, lần trước Tiểu Vũ xảy ra chuyện cô cũng có cảm giác này. Tài xế nói, vừa trở đi một chuyến. Trở đi đâu rồi? Bãi rác. Tô Yên lập tức chạy về phía lối ra, sau đó lại quay lại nói, bãi rác ở đâu? Quản lý Mã đứng ra nói, Mợ Lục, hay là tôi lái xe đưa cô đi nhé? Được, anh đi lấy xe đi. Rất nhanh Tô Yên đã lên đường đến bãi rác. Tô Yên mở điện thoại lên, gọi điện cho Lục Cận Phong nói, rất có khả năng Tiểu Vũ bị đưa đến bãi rác rồi, bây giờ em đang trên đường đến bãi rác. Em gửi định vị cho anh, mau chóng đến đây. Được, bọn anh đang trên đường về. Sau khi Lục Cận Phong phát hiện ra manh mối đã vội chạy về. Bãi rác, mùi hôi thối bốc lên. Một chiếc xe con màu đỏ rất chói mắt dừng bên đường. Tô Vân bịt mũi, tay cầm một cây gậy đang bới rác tìm kiếm. Trước đó cô ta phát hiện Tô Yên đi ra đi vào rất không bình thường, cô ta đã cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, cô ta đi ra ngoài theo Tô Yên. Sau đó đã gặp Tần Nhã Hân, cô ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người đó lén lén lút lút, cho nên Tô Vân cũng đi theo. Tô Vân tận mắt nhìn thấy Tần Nhã Hân vứt một cái túi lớn vào trong đống rác, cô ta không biết đó là gì, sau đó nhìn thấy Tô Yên ra ngoài với Lục Cận Phong bèn cảm thấy chuyện này không bình thường. Tô Vân nửa đường quay lại bãi rác này đúng lúc nhìn thấy xe hốt rác đang kéo một xe rác đi, cô ta cũng bắt đầu lái xe chạy theo. Tô Vân cầm gậy đâm trọt khắp nơi. Tìm kiếm túi rác Tần Nhã Hân đã vứt. Chắc chắn Tần Nhã Hân đã giấu báu vật gì đó mới khiến Tô Yên và Lục Cận Phong sốt ruột như vậy. Bỗng nhiên Tô Vân còn tìm được túi rác đó thật. Tôi lại muốn xem thử, trong đây có cái gì? Tô Vân khẽ lẩm bẩm, rất háo hức, túi đồ lớn như vậy là gì chứ? Trước tiên cô ta cầm gậy chọc thử, bỗng dưng đồ bên trong túi khẽ nhúc nhích. Đây là một cái túi ni lông lớn màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có gì. Cũng không thể nào đoán được. Á, Tô Vân giật mình nhảy về sau một bước. Đồ trong túi ni lông vẫn nhúc nhích, Tô Vân đánh liều cầm gậy chọc tiếp. Đồ trong túi ni lông lại nhúc nhích mạnh hơn, trực tiếp lăn lộn dưới đất. Á, Tô Vân giật mình thét chói tai. Lúc này, xe của Tô Yên cũng đến nơi, cô vội vàng xuống xe, nhìn thấy Tô Vân ở đây cũng rất bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Hai người cùng đồng thanh hỏi. Đồng trong túi vẫn đang nhúc nhích, Tô Vân cầm gậy lên sợ đến nỗi định đập xuống, Tô Yên vội vàng bước lên ngăn lại, dừng tay. Tô Yên đẩy Tô Vân ra, dựng đứng cái túi rác màu đen lên, lập tức tháo dây buộc ra. Túi rác được mở ra, bên trong chính là Hạ Vũ Mặc. Tô Vân kinh ngạc nói, sao lại có người chứ, tôi không biết thật, chuyện này không liên quan đến tôi. Cô ta chỉ tò mò nên mới đến đây. Hạ Vũ Mặc bị trói hai tay hai chân, miệng cũng bị dán băng dính, nhìn thấy Tô Yên Hạ Vũ Mặc hức hức một tiếng rồi khóc òa lên. Mẹ ơi, người phụ nữ xấu xa đó bắt nạt con, cô ta ức hiếp đứa trẻ yếu ớt như con, hiếp người quá đáng rồi. Ban đầu Tô Yên vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng lời của Hạ Vũ Mặc lại khiến cô hơi dở khóc dở cười. Không sao rồi, mẹ đến rồi. Tô Yên vẫn rất tự trách. Cho dù Hạ Vũ Mặc có thông minh hơn nữa thì suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, không có đủ sức chống trả, nếu như gặp chuyện thật, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hạ Vũ Mặc khóc một lát rồi ngừng, cảm xúc trở lại như bình thường, tự mình đứng dậy, xoa đầu và ngực của mình nói, mẹ ơi, con thấy hơi đau. Những cơn đau này đều do Tô Vân vừa rồi cầm gậy chọc. Ánh mắt sắc lẹm của Tô Yên liếc qua, Tô Vân sợ hãi vội nói, tôi cũng không biết bên trong sẽ có người,
tôi còn tưởng là đồ gì nữa đó. Sao cô lại ở đây? Cô cùng một ruột với Tần Nhã Hân sao? Tôi chỉ tò mò nên đi theo đến đây thôi. Tô Yên, cô đừng đổ oan cho tôi. Con trai cô xảy ra chuyện không liên quan đến tôi. Cô đừng lấy việc công trả thù riêng. Tô Vân vẫn còn rất kiêng dè Tô Yên. Dù sao thì chỗ dựa của Tô Yên lại vững chắc hơn rồi. Còn là ông lớn có thể bóp chết cô ta bất cứ lúc nào. Tô Vân đã ngồi tù một lần. Càng ngày càng biết điều hơn. Thấy kẻ yếu thì bắt nạt. Thấy kẻ mạnh thì kiêng dè. Tô Yên cũng không nhìn thấy Tô Vân đi cùng Tần Nhã Hân trong video giám sát, hơn nữa lúc Hạ Vũ Mặc xảy ra chuyện Tô Vân cũng đang ở sảnh lớn, Tô Yên cũng tin lời Tô Vân, chuyện của Hạ Vũ Mặc không liên quan đến cô ta. Vài chiếc xe cũng chạy về phía này, Lục Cận Phong đã đến. Cha ơi, anh, cha nuôi. Hạ Vũ Mặc vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm. Em trai. Hạ Phi chạy đến trước mặt Hạ Vũ Mặc trước, anh em hai đứa cùng trải qua khó khăn ở trại mồ côi ngần ấy năm. Tình cảm cũng ngày một tăng lên. Hạ Phi ôm chầm lấy Hạ Vũ Mặc, an ủi một chút, đến gần ngửi thấy mùi thối. Hạ Phi bèn bịt mùi nói, em trai, em thối quá. Đâu có thối, không thối chút nào, anh ơi, ôm đi. Hạ Vũ Mặc đùa dai, lại đến gần bảo Hạ Phi ôm. Hạ Phi lập tức bỏ chạy, Hạ Vũ Mặc cứ đuổi theo, hai anh em bắt đầu nô đùa. Vạn Nhất cười trên nỗi đau của người khác nói, Hạ Phi, cứ để em trai ôm một lát đi. Nhóc làm anh trai mà. Hạ Phi, ngài Vạn, không biết thì đừng có nói, anh đến ôm thử đi. Hạ Vũ Mặc còn quay người chạy về phía Vạn Nhất, ôm chầm lấy Vạn Nhất, cười khanh khách nói, cha nuôi, ôm một cái. Vạn Nhất, nhìn mọi người vui đùa, Lục Cận Phong khẽ thở phào một hơi, lộ vẻ tươi cười. Đúng là hú hồn một phen. Lúc này một chiếc xe hốt rác lớn từ nơi khác chạy đến, trực tiếp xúc một cái, đổ toàn bộ rác vào trong máy xay. Cho dù là loại rác gì cũng đều xử lý như vậy. Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng chốc khiếp sợ. Nếu bọn họ đến muộn một chút, Hạ Vũ Mặc đã bị bỏ vào trong máy xay rồi. Chiều mượn dao giết người hay lắm. Sự căm hận và nỗi khiếp sợ dấy lên trong lòng Tô Yên. Lần này cô chắc chắn sẽ không tha cho Tần Nhã Hân. Chương 297. Lâu Doanh cười nói, tôi khát, tôi uống. Mục tiêu của Ngô Đức là Lâu Doanh, cũng không quan tâm Bạch Phi Minh uống hay không, chỉ cần một người ngã xuống thì người còn lại cũng dễ xử lý rồi. Ngô Đức rót cho Lâu Doanh thử nhiệt độ, hơi nóng, để nguội trước đã, ông chủ, ông đi dục nhà bếp đi, món của bọn tôi đã xong chưa? Được, Ngô Đức đặt ấm trà xuống, tôi đi xem thử. Ngô Đức nhiệt tình không ngừng nở nụ cười, người vừa rời đi, bên ngoài quán ăn lập tức có một chiếc xe khác đi tới. Quả là chỗ nào cũng gặp được người quen. Hai người bước từ trên xe xuống là Vạn Nhất cùng Hạ Huy. Cả hai cũng đang tìm kiếm cố vấn tài chính mà Tần Chấn Lâm đã thuê trước đó, họ lần theo manh mối rồi tìm đến đây. Lục Cận Phong đã hạ lệnh nội trong 3 ngày phải tìm được, Hạ Huy dùng tư cách riêng nhờ Vạn Nhất giúp đỡ, gọi Vạn Nhất trở về. Lúc Lâu Doanh nhìn thấy Vạn Nhất thì giống như mèo nhìn thấy chuột, vui mừng không thôi, chỉ còn thiếu xoa tay đi lên đánh người. Bạch Phi Minh vội nói, chị cậu còn đang đợi ăn khuya đấy. Mỗi lần Lâu Doanh đụng phải Vạn Nhất thì chắc chắn là bị chọc cho tức xì khói rời đi, rõ ràng là bàn về võ lực thì Vạn Nhất không bằng Lâu Doanh, thế nhưng lần nào người ăn hành cũng là Lâu Doanh. Không vội, trong mắt Lâu Doanh đảo một vòng, tính kế trong lòng, ánh mắt thoáng thấy tách trà mới mang lên, đây quả là trời cũng giúp mình, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ uống được chứ. Vừa dứt lời, Vạn Nhất cùng Hạ Huy bước vào. Mãi sau khi Vạn Nhất bước vào, anh ta mới nhận ra Lâu Doanh cũng đang ở trong. Thật sự là oan ra ngõ hẹp. Mà ngay cả Hạ Huy cũng vô ý thức nhìn Vạn Nhất, chuyện trước đó của hai người này, thực là làm loạn đến chó sủa gà bay, nào không biết cho được. Hạ Huy nói, hay là chúng ta để hôm khác lại đến. Đang có ý đó. Vạn Nhất muốn chuồn, Lâu Doanh đã đứng dậy, nhiệt tình nói, anh Vạn, vào ngồi đi, các anh cũng đến ăn đêm à, vừa hay cùng ăn đi. Lâu Doanh nào cho Vạn Nhất cơ hội để chuồn đi, trực tiếp tiến lên kéo anh ta vào, ấn xuống ghế đầu, cười nói, tôi cũng chẳng phải là cọp, anh xem anh trốn tôi gì chứ, cho dù có không được cũng đừng tự ti, tôi không xem thường anh đâu. Vạn Nhất, cô Lâu, giọng điệu của cô tràn đầy khinh bỉ kìa. Trong lòng Vạn Nhất thầm nói, cô còn đáng sợ hơn cọp cái. Nhưng ngoài mặt Vạn Dương tuyệt đối không dám nói như vậy, chúng tôi chỉ là qua đường, vừa rồi không thấy cô, không phải là trốn cô. Tốt nhất là vậy,
Lâu Doanh cười như ẩn đạo, các anh khát rồi chứ gì, đây là trà ông chủ mới hãm, uống một chén đi, nào, tôi tự mình rót cho anh, uống chén này ân oán của chúng ta coi như bỏ. Vạn Nhất kinh ngạc, cô trở nên tốt bụng rộng lượng như vậy từ khi nào? Lâu Doanh thầm nghiến răng ken két, mặt ngoài lại nhiệt tình như lửa, tôi luôn tốt bụng rộng lượng như vậy, nào, uống đi, nếu anh không uống nghĩa là không đồng ý hòa giải với tôi. Lâu Doanh đã nói đến mức độ này rồi, nếu còn không uống nữa, không phải là rõ ràng đang muốn đối đầu với cô ấy hay sao? Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào chén trà, tại sao tôi lại cho rằng cô đang có âm mưu đen tối vậy nhỉ? Đó nhất định là ảo giác của anh mà thôi. Lâu Doanh liếc nhìn thì thấy ông chủ đã quay lại rồi, cô móc ngón tay về phía ông chủ, làm phiền ông qua đây một chút. Người đẹp, có cần gì không? Ngô Đức nhìn thấy lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy đêm nay hết hy vọng rồi. Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất, ông chủ, anh ta nói là trà của anh ta có vấn. Đề. Chuyện này làm sao có thể Ngô Đức nhanh chóng giải thích, đây là trà. Mới pha, anh chàng đẹp trai này, cửa hàng của tôi chỉ là làm ăn nhỏ thôi, không chịu được sự đùa giỡn như vậy đâu đấy. Chương 298. Bị một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi gọi anh chàng đẹp trai, Vạn Nhất cứ luôn cảm thấy có chút kỳ cục, nhưng trên miệng lại nở nụ cười ấm áp. Ông chủ đây đã gọi tôi một tiếng anh chàng đẹp trai, chứng tỏ là có mắt nhìn. Chén trà này tôi sẽ uống. Trong nội tâm Lâu Doanh thầm mắng thật ra là tự luyến, nhưng ngoài mặt cô vẫn tiếp tục cười, vẻ mặt gần như đông cứng lại, mau uống đi. Vừa nghe là Vạn Nhất sẽ uống, không phải Lâu Doanh, mà Ngô Đức đã nôn nóng lên rồi, nhanh chóng nói, trà này nguội rồi, tôi vẫn nên đi pha một bình khác. Nếu như để bị phát hiện trà có vấn đề, nhất định sẽ gặp rắc rối. Đến lúc đó thật sự không ăn được thịt mà ngược lại còn rước họa vào thân. Ngô Đức vươn tay định lấy ấm trà, Lâu Doanh đi trước một bước, dùng tay vỗ nhẹ vào ấm trà, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói, tôi cảm thấy nhiệt độ vừa phải rồi, không cần thay đâu. Lâu Doanh bí mật đưa mắt cảnh cáo Ngô Đức. Ngô Đức càng thêm hoảng sợ, lẽ nào chuyện ông ta bỏ thuốc đã bị phát hiện rồi sao? Vạn Nhất như cười như không nghịch chiếc tách trà, trong đáy mắt hiện lên sự bất lực và dung túng. Biết rõ rằng đó là một cái bẫy, nhưng anh ta vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Ánh sáng trong đáy mắt thoáng qua, Lâu Doanh đang đắm chìm trong suy nghĩ muốn nhìn thấy Vạn Nhất gặp xui xẻo vẫn chưa nhận ra, nhưng Bạch Phi Minh ở bên cạnh không nói gì đúng lúc tóm được nó. Tuy rằng Bạch Phi Minh chưa từng hẹn hò yêu đương, nhưng tốt xấu gì cô ta có kiến thức lý thuyết vững chắc, trong lòng cô ta khá ngạc nhiên sau khi phát hiện ra ánh mắt của Vạn Nhất xuất hiện ánh sáng đó. Cô ta vô thức nhìn Lâu Doanh, chẳng lẽ hai người này thật sự có triển vọng rồi sao? Nhưng dù có triển vọng thì với IQ của hai người này cũng thật là quá sức. Vạn Nhất nhân cơ hội này để thương lượng điều kiện, cô Lâu, nói thì như giữ lời, tôi uống chén trà này, cô không thể tới làm phiền tôi nữa đấy. Lời nói của Lâu Doanh của tôi đã nói ra tứ mã nan truy. Nếu anh không tin có thể đi nghe ngóng thử, tôi dám lấy nhân phẩm của mình ra để bảo đảm. Bạch Phi Minh vô thức liếc nhìn Lâu Doanh một cái, trong lòng nghĩ, nhân phẩm à, hình như cậu không có đâu, đúng chứ? Cậu có chắc là mình không hề lừa người ta không đấy? Ngay cả Hạ Huy bên cạnh cũng lộ ra vẻ không tin. Dựa trên sự hiểu biết của Vạn Nhất về Lâu Doanh, nhân phẩm của Lâu Doanh ở trong lòng của Vạn Nhất lại càng không đáng giá. Khóe miệng Vạn Nhất giật giật, đột nhiên không biết nên nói gì. Lề mà lề mề, anh có phải là đàn ông không đấy? Lâu Doanh nóng nảy. Làm sao có thể chịu được cái tính lề mề này của Vạn Nhất, cô ấy trực tiếp nắm lấy tay Vạn Nhất, đổ trà vào miệng anh ta. Vạn Nhất hoàn toàn dựa vào bản năng mở miệng ra, uống một hơi cạn sạch chén trà. Khi Lâu Doanh nhìn thấy Vạn Nhất đã uống xong rồi, trong lòng cô ấy vui mừng khôn xiết, vỗ tay, chuyện em bỏ thuốc tối rồi đưa tôi vào trại giam, xem như là hòa nhau rồi. Làm một hồi, chỉ mới giải quyết được có mỗi chuyện này. Vạn Nhất thở dài lắc đầu, vẫn đã trúng chiêu của cô. Mấy ngày nay không gặp cô Lâu đã thông minh hơn rồi, biết chơi chữ rồi nhỉ. Vạn Nhất ngồi ngay ngắn và nghiêm túc, Lâu Doanh cũng phớt lờ sự mỉa mai trong lời nói của Vạn Nhất, chỉ nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất xem ban giờ anh ta mới có phản ứng. Anh có cảm thấy lồng ngực của mình như bốc lửa lên không? Hay là anh cảm thấy rất nóng? Không có, Vạn Nhất quấn lấy quần áo, tôi cảm thấy khá lạnh. Lâu Doanh khó hiểu. Không đúng, chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc sao? Không có tác dụng nhanh như vậy à? Hai người đẹp, món ăn mà hai cô gọi đều đã đóng gói rồi, tổng cộng là 216 tệ. Ngô Đức kinh hãi,
nghĩ muốn mau chóng đuổi những người này đi để tránh sự việc bị bại lộ. Phi Minh, cô đem nó đến cho chị mình trước đi, mình sẽ cùng với anh Vạn đến quán ba ngồi một chút. Nếu không thấy Vạn Nhất gặp xui xẻo, Lâu Doanh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Trong quán ba có rất nhiều mỹ nhân, say rượu nhảy múa điên cuồng. Nếu Vạn Nhất bị mất mặt ở một nơi như vậy, nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy rất hả dạ rồi. Chương 299. Nghĩ như vậy, khóe miệng Lâu Doanh không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa của tiểu hồ ly khi được hoàn thành chuyện xấu. Vạn Nhất, rốt cuộc là hận thù lớn như thế nào mà cô lại muốn chấn chỉnh anh ta như vậy? Quả nhiên chỉ có phụ nữ với kẻ tiểu nhân là khó dạy nhất. Bạch Phi Minh biết tính cách của Lâu Doanh, nên nói, vậy thì cậu nhớ cẩn thận một chút, mình trở về đây. Lâu Doanh xua tay, đi đi, đi đi, cậu lo lắng mình cái gì chứ, ai có thể đánh lại mình. Bạch Phi Minh thanh toán tiền rồi thật sự rời đi. Hạ Huy nhắc nhở Vạn Nhất, anh Vạn, đại ca Lục đã bảo chúng ta tìm cố vấn tài chính đã xúi dục Tần Chấn Lâm. Tôi cùng với Phi Minh đã tìm suốt mấy ngày rồi cũng vẫn không tìm thấy. Nửa đêm rồi hai người còn tìm cái gì chứ? Ngày mai hãy tiếp tục, Lâu Doanh nói, anh cũng mau trở về tắm rửa rồi đi ngủ đi, tôi đi uống rượu với anh Vạn của anh là được rồi. Hạ Huy nhìn Vạn Nhất và hỏi ý kiến của anh ta. Vạn Nhất xua tay, cậu trở về trước đi. Vâng, anh Vạn. Hạ Huy cũng rời đi, Lâu Doanh nhiệt tình kéo Vạn Nhất, đi thôi, chúng ta đi quán ba ngắm mỹ nữ nào. Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người tình cờ lọt vào tai Ngô Đức ở bên cạnh. Ánh mắt của Ngô Đức lập tức trở nên rất kỳ quái. Quán ba vong tình. Lâu Doanh rất chủ động và nhiệt tình gọi không ít rượu cho Vạn Nhất, thật ra nói thẳng ra là cô ấy có ý xấu. Hai người ngồi trên sofa trong phòng riêng. Lâu Doanh cắn hạt dưa, rất nghiêm túc nói, anh xem cô gái đó thế nào. Ngực tấn công, mông phòng thủ đấy. Cô kia cũng không tệ, mông lớn. Còn cô kia, trông thật thuần khiết, anh có thích nó không? Vạn Nhất ra vẻ nhã nhặn, cũng bình thường thôi. Lâu Doanh đảo mắt nhìn thời gian, đã lâu như vậy rồi, chắc là cũng đã nên có hiệu quả rồi đúng không? Tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì cả? Lâu Doanh lại quan tâm hỏi, anh thực sự không cảm thấy có chỗ nào khó chịu à? Không có, khá ổn, chỉ là có chút ồn ào. Ngoài mặt Vạn Nhất nghiêm túc, nhưng thực ra lòng bàn tay của anh ta đã đổ đầy mồ hôi rồi. Mặc dù trước đó anh ta đã lén uống thuốc giải mà Sa Thành Nghị đưa cho, anh ta vẫn có một chút cảm giác. May mắn thay, là nó vẫn còn nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất từ đầu đến chân một lượt, thực sự không có phản ứng. Anh thực sự không được. Giọng điệu đó vô cùng khinh thường và ghét bỏ, cộng với sự thương cảm tột độ. Vạn Nhất, cắn chặt răng, thôi bỏ đi, nhịn đi. Vạn Nhất giả bộ không biết, cô Lâu có ý gì. Không có gì, đi thôi, về nhà tắm rửa đi ngủ, đã làm lỡ thời gian ngủ dưỡng nhan sắc của bà đây rồi. Không nhìn thấy được cảnh Vạn Nhất bị mất mặt, Lâu Doanh đột nhiên cảm thấy buồn chán và mất hứng. Vạn Nhất giả vờ nhỏ bé và hỏi, cô Lâu. Vậy ân oán giữa chúng ta thì sao? Trước đây tôi thật sự không có cố ý. Quên đi, quên đi. Vốn dĩ Lâu Doanh muốn nói rằng cô ấy sẽ không so đo đến một người đàn ông không được, nhưng lại cảm thấy lời nói đó sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta, vì vậy cô ấy mới nuốt ngược trở lại. Nghe vậy, trong đáy mắt của Vạn Nhất lại lướt qua một nụ cười thành công, anh ta chụm tay lại nói, cảm ơn cô Lâu, vậy tôi về trước đây. Đi, đi thôi, đôi mắt Lâu Doanh tràn đầy sự cảm thông. Trong khoảnh khắc cô ấy chợt có thể hiểu được Vạn Nhất, rồi nói anh cũng không dễ dàng gì. Một người đàn ông to lớn mà phương diện đó không được, thực sự là không dễ dàng gì. Vạn Nhất vội vàng gật đầu, đúng, đúng vậy, thật sự là không dễ dàng. Trong suốt những năm qua, anh ta liên tục bị Lâu Doanh soi mói, thật là không hề dễ dàng chút nào. Quay về đi, Lâu Doanh cảm thấy áy náy, giọng điệu của cô ấy cũng đã nhẹ nhàng đi thêm vài phần. Vậy thì tôi đi thật đấy. Vạn Nhất nhặt chiếc áo khoác trên ghế sofa lên và mặc vào, cạch một tiếng, lại có đồ từ trong quần áo rơi ra. Chương 300. Thuốc trong chai chính là thuốc giải. Việc này là do rút kinh nghiệm lần trước, Vạn Nhất đã đặc biệt tìm đến Sa Thành Nghị xin thuốc giải. Loại thuốc giải này có thể giải được 90% các loại thuốc. Lâu Doanh trông thấy chai thuốc, đương nhiên biết là Vạn Nhất đã âm thầm bỏ thuốc giải vào rồi, mọi chuyện vừa rồi chỉ là làm bộ. Vậy mà lúc này cô còn thấy cái này, đồng tình. Chuyện bại lộ, Vạn Nhất co giò bỏ chạy, mẫu dạ xoa, vừa rồi cô đã nói rồi đó,
ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ. Đồ chết tiệt, Lâu Doanh điên tiết lên, đứng lại cho bà. Đứng lại, là chuyện không thể nào. Vạn nhất chạy còn nhanh hơn gì nữa. Phụt một cái đã chạy ra khỏi quán bar, xe được đậu ở bãi đỗ xe ngoài trời, Vạn nhất chạy đến chuẩn bị lái xe lại nhìn thấy một đám thanh niên trẻ ăn mặc sành điệu đang đứng cạnh xe với vẻ lén la lén lút. Đám thanh niên đó chính là đám du côn ăn uống ở quán ăn lúc trước. Cậu thanh niên tóc vàng cầm đầu hỏi Vạn Nhất, chiếc xe này là của anh hả? Là của tôi, Vạn Nhất nhanh nhẹn chỉnh trang lại quần áo tút tát phong độ, cười nói cho hỏi có vấn đề gì không? Đúng thật là anh không sai rồi. Tên tóc vàng hô một tiếng, anh em, lên. Vạn Nhất chết tiệt, tôi xem anh chạy đi đâu rồi. Lâu Doanh đuổi đến thì nhìn thấy một tên du côn đang ra bộ đánh Vạn Nhất, chuyện gì đây chứ? Tên tóc vàng cười âm hiểm thốt ra một câu, còn có một cô gái nữa. Lâu Doanh vẫn còn chưa rõ chuyện gì, Vạn Nhất đột nhiên chạy ngược về phía Lâu Doanh rồi trốn dưới sau lưng cô, kéo lấy áo của cô, mẫu dạ xoa, bảo vệ tối đi. Lâu Doanh, mấy tên tóc vàng, bây giờ là thế giới gì đây, bộ đang thịnh hành con gái bảo vệ con trai sao? Lâu Doanh kéo lấy áo của mình, anh có thấy mất mặt không vậy hả? Tôi cũng đâu có biết đánh nhau, cô có thể đánh mà, cô lên đi, cô có năng lực. Vạn Nhất ra sức tâng bốc, cô là người giỏi nhất mà tôi từng gặp đó, giải quyết đám cóc ke này là chuyện nhỏ thôi. Hà hà, Lâu Doanh cười lạnh, sao cô cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc? Cô nhớ ra rồi, câu này mấy tiếng trước Tô Yên đã từng nói. Tên tóc vàng lớn tiếng nói, anh em, lên nào, đánh thằng đó trước đi. Từ góc độ chủ quan thì bình thường đều cho rằng đàn ông sẽ mạnh hơn phụ nữ. Đám người đều tấn công Vạn Nhất trước. Vạn Nhất thì trốn sau lưng Lâu Doanh khiến đám người đó không tài nào bắt được, cũng ép Lâu Doanh không thể không ra tay. Vi, Vạn Nhất chết tiệt, anh có còn là đàn ông không hả? Đẩy một người một phụ nữ ra trước đỡ đạn. Cô đi đi, tôi coi trọng cô. Vạn Nhất không hề có chút áy náy nào, đẩy Lâu Doanh ra, thậm chí còn mỉm cười cổ vũ, ra dấu cố lên với Lâu Doanh. Đám tóc vàng ban đầu không hề xem một cô gái như Lâu Doanh ra gì. Vừa giao đấu liền trải nghiệm được cảm giác như thế nào gọi là đàn áp. Mấy người bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản đòn, Lâu Doanh tay đấm chân đá, dũng mãnh không giống như một người phụ nữ. Mấy tên tóc vàng bị cô đánh ngã hết xuống đất không bò dậy nổi. Tên tóc vàng không nhịn được buông ra một câu chửi, mẹ kiếp, cô có còn là phụ nữ không? Lâu Doanh dùng thực lực nói cho bọn họ biết một đạo lý, đừng nên coi thường phái nữ. Muốn bị đánh tiếp phải không? Lâu Doanh giơ nắm đấm lên, xoay người, Vạn Nhất chết tiệt, bọn họ bị tôi đánh chạy đi cả rồi. Nguyên cả bãi đỗ xe trong hơ trống hoác, Vạn Nhất cũng chẳng biết là đã bỏ chạy từ lúc nào, ngay cả chiếc xe cũng không cần. Lâu Doanh gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông, Vạn Nhất, anh chưa xong với tôi đâu. Lúc đó Vạn Nhất đã quay trở lại quán ăn rồi, cửa quán cũng đã đóng. Lục Cận Phong cũng vội vàng chạy đến quán, nhìn thấy cửa quán đóng chặt thì lạnh lùng hạ lệnh, phá cửa. Hạ Vũ cùng Hạ Huy lái xe tông thẳng vào cửa lớn. Vừa rồi Vạn Nhất có nhận ra tên tóc vàng đó, trên đường đi đến quán ăn anh ta đã nhìn thấy. Lại cộng thêm việc trong trà có vấn đề thì chủ của quán ăn này là đáng nghi nhất. Chương 301. Bọn họ đã dựa vào manh mối lúc trước mà lần mò đến đây, hành vi của ông chủ quán ăn quả thật càng làm tăng thêm phần nghi ngờ. Cửa quán bị tông mở ra, trên lầu còn có phòng kết hợp giữa cửa hàng và nhà lại với nhau. Ngô Đức đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn thì nghe thấy có tiếng động lớn dưới lầu, vội vàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu có một đoàn người đứng xếp hàng, Vạn Nhất cùng với Hạ Huy là người lúc nãy ông ta vừa mới gặp, vừa nhìn là nhận ra ngay. Ngô Đức lập tức biết được những người này xông đến tìm ông ta vội vàng mang tiền theo, không cần quần áo nữa, nhấc hành lý túi xách dự định nhảy ra chạy trốn từ phía cửa sổ phía sau. Ping! Ping! Tiếng cửa phòng bị phá vang lên một tiếng rồi lại một tiếng, còn có vô số tiếng bước chân, Ngô Đức giống y như là con chuột trốn chui trốn nhủi, sợ hãi không thôi. Ngô Đức đẩy cửa sổ lầu 2 ra, ông ta thuận theo phía cửa sổ trượt ra ngoài đường ống, đúng vào lúc ông ta đang vui mừng vì có thể chạy thoát thì vừa xoay người lại đã có mấy người đứng sau lưng. Có cánh cũng khó bay. 30 phút sau, Ngô Đức bị bắt trở lại quán ăn của chính mình, ông ta bị ép ngồi xuống ghế. LN L. L. Lục Cận Phong từ trên cao nhìn xuống ông ta, Ngô Đức. Ông đã từng là cố vấn tài chính bên cạnh Tần Chấn Lâm. Ngô Đức giả ngốc, các người là ai,
Tôi không nghe hiểu gì cả, các người đến là vì hai cô gái kia sao? Tôi thừa nhận là vừa rồi tôi có chút bị u mê, cho chút đồ vào trong trà, nhưng không ngờ rằng tách trà đó đã bị cậu trai đẹp này uống mất rồi. Lúc Ngô Đức nói chuyện liếc nhìn Vạn Nhất một cái. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vạn Nhất mỉm cười, đại ca, xem ra cũng cứng đầu đây, không dùng chút thủ đoạn đối phương sẽ không khai đầu. Lục Cận Phong đón lấy chiếc laptop nhỏ trong tay Hạ Vũ, đôi tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím. Bây giờ là thời đại thông tin, chỉ cần Internet có chút dấu vết, muốn điều tra không có gì khó. Vừa dứt lời, Lục Cận Phong đã điều tra ra được toàn bộ thông tin cá nhân của Ngô Đức. Ngô Đức, tốt nghiệp Đại học Tài chính, 18 tuổi kết hôn, năm thứ hai có con trai, Lục Cận Phong nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình máy tính, hai mắt nhíu lại ông đã từng làm việc ở tập đoàn Lục Thị. Nghe vậy, Vạn Nhất cũng liếc mắt nhìn vào máy tính, làm việc 5 năm ở tập đoàn Lục Thị, sau đó lại gia nhập vào công ty tài chính, trở thành cố vấn tài chính của cha của anh. Thật sự không ngờ rằng tên Ngô Đức trước mặt không chỉ làm việc cho Tần Chấn Lâm, còn từng làm việc bên cạnh Lục Nguyên Thành. Lục Thị có hàng ngàn nhân viên, Lục Cận Phong không thể gặp qua từng người. Lục Cận Phong trầm mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng hơn vài phần, tại sao rượt dây Tần Chấn Lâm hại chết cha tôi? Ông với cha tôi có khúc mắc gì? Chuyện đã đến nước này, Ngô Đức tự biết cũng không thể thoát được, ông ta bỏ trốn bao nhiêu năm cứ tưởng là không sao rồi, ai mà ngờ Tần Chấn Lâm sợ tội tự sát, Lục Cận Phong lật lại bản án cho cha. Cậu có thể điều tra ra tôi làm việc ở tập đoàn Lục Thị, cũng có thể điều tra được tôi có vợ con, tại sao lại không điều tra được vợ và con tôi đã chết rồi? Nhắc đến chuyện cũ năm đó, tâm trạng của Ngô Đức có chút kích động, là Lục Nguyên Thành dụ dỗ vợ của tôi. Vợ tôi bỏ chồng bỏ con, muốn đi cùng với Lục Nguyên Thành, con trai tôi đuổi theo mẹ của nó bị xe hơi đụng chết tại chỗ, vợ tôi chịu không nổi đã kích, cũng tự sát. Trong một đêm, vợ và con tôi đều bỏ mạng cả, tất cả đều là do Lục Nguyên Thành ban cho, ông ta đáng chết. Ngô Đức thừa nhận ông ta đã xúi giục Tần Chấn Lâm ra tay với Lục Nguyên Thành. Năm đó Ngô Đức bị thù hận làm mờ lý trí. Đang buồn rầu không biết phải tìm đến báo thù Lục Nguyễn Thành như thế nào thì đúng vào lúc đó Tần Chấn Lâm đã tìm đến ông ta, mời ông ta làm cố vấn tài chính. Chương 302. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp đỡ cho ông ta. Một người chỉ ở cấp tiểu học như Tần Chấn Lâm hữu dũng vô mưu, nếu bàn đến toan tính mưu mô hay là văn từ cạm bẫy thì càng không phải là điểm mạnh. Cộng thêm lúc đó Tần Chấn Lâm quả nôn nóng muốn khai thác thị trường. Đế đô. Ngô Đức chỉ nói khích một chút thì Tần Chấn Lâm liền thật sự tìm đến Lục Nguyên Thành rồi. Lục Nguyên Thành nhiều lần từ chối Tần Chấn Lâm, không chịu hợp tác, Tần Chấn Lâm nhục quá hóa giận, Ngô Đức liền rượt dây kêu rằng phải dạy dỗ Lục Nguyên Thành. Tần Chấn Lâm chắc chắn không thể đích thân ra tay, nên giao cho bạn thuộc hạ đi làm. Ngô Đức dựa vào sơ hở này, cố tình xuyên tạ ý tứ của Tần Chấn Lâm, mấy tên thuộc hạ đó cảm thấy Lục Nguyên Thành không biết cách đối nhân xử thế. Cũng muốn lập công trước mặt Tần Chấn Lâm nên mới gây ra một màn bị kịch. Ngô Đức giở chút thủ đoạn với chiếc xe của Lục Nguyễn Thành khiến cho hệ thống phanh của xe bị hư. Sau khi sự việc xảy ra, Tần Chấn Lâm biết được Lục Nguyên Thành đã chết cũng chỉ cho là thuộc hạ của mình ra tay quá nặng, phía cảnh sát phán quyết là sự cố, chuyện này cũng được cho qua. Bao nhiêu năm nay Ngô Đức chưa từng có được một giấc ngủ ngon, ông ta lo sợ một ngày nào đó cảnh sát sẽ đến trước cửa nhà mình. Lúc bị Lục Cận Phong bắt, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta cũng không cần phải lo sợ tiếng còi của cảnh sát nữa, không cần phải sống trong những ngày phập phồng lo sợ. Đối diện với hung thủ hại chết cha ruột của mình, Lục Cận Phong nổi giận bừng bừng, giơ chân đá Ngô Đức té xuống, đi xuống âm phủ mà đền tội với cha tôi. Ngô Đức nôn ra một ngụm máu tươi, nằm sấp dưới đất mà cười, Lục Cận Phong, cậu và tôi thì có gì khác biệt đâu, Tần Chấn Lâm bị cậu vu cáo hãm hại, sợ tội tự sát, cậu cũng đã gián tiếp giết người. Tôi không tin lương tâm của cậu có thể yên ổn mà sống suốt đời này. Đưa đến cục cảnh sát. Lục Cận Phong buông thõng một câu, xoay người bỏ đi. Anh cũng nên đi đón vợ về nhà rồi. Vạn Nhất tiến lại bên cạnh Ngô Đức, tán một bạt tay vào đầu Ngô Đức, ngay cả mẫu dạ xoa mà ông cũng dám đánh, thật khiến người ta phải bái phục. Ông phải nên thấy may mắn là tôi đã giúp ông trốn thoát một phen, nếu không thì mẫu dạ xoa đó sẽ không để cho ông yên đâu. Nếu như không phải Vạn Nhất phân tán sự chú ý của Lâu Doanh, chuyện Ngô Đức giở trò trong trà, chắc chắn Lâu Doanh sẽ tìm đến Ngô Đức tính sổ. Trong khách sạn, lúc Lâu Doanh quay trở về, Tô Yên đã ăn khuya xong chuẩn bị đi ngủ. Lâu Doanh thở hổn hển, cứ y như là ai đó mắc nợ cô 800 ngàn vậy đó.
Chẳng phải đi với Vạn Nhất đến quán bà à, sao lại làm mình tức tối quay về vậy hả? Tô Yên đã nghe Bạch Phi Phi kể chuyện tối nay rồi. Chị à, chị nói xem trên đời này sao lại có một người đàn ông vừa gian xảo vừa vô liêm sỉ như vậy chứ? Lâu Doanh ôm một bụng tức tối, Vạn Nhất căn bản chưa trúng chiêu, em bị trêu đùa rồi. Sau khi ra khỏi quán ba gặp phải một đám cóc ké tự tìm phiền phức, anh ta lại đẩy một cô gái như em ra trước đỡ đạn, còn anh ta thì bỏ chạy mất. Tô Yên cùng Bạch Phi Phi đưa mắt nhìn nhau, đã đoán được hơn phân nửa lý do Lâu Doanh đùng đùng tức giận, nhưng khi biết được còn có nhiều chuyện đặc sắc như vậy thì càng mắc cười hơn. Tô Yên cùng Bạch Phi Phi thật sự là cười phá lên. Lâu Doanh. Hai người có thể nào đừng có cười trong niềm đau của tôi được không? Tô Yên nhún vai, em cũng bị lỗ mấy lần rồi còn mau quên nữa, cũng không thể trách bọn chị. Chị à, chị dùng mỹ nhân kế kêu anh rể trói Vạn Nhất lại, cho em mặc sức tung hoành một lần đi. Lâu Doanh ý thức được mình đã nói sai từ liền vội vàng nói, là dạy dỗ, dạy dỗ. Chị chiến tranh lạnh với Lục Cận Phong rồi, mấy ngày nay không có liên lạc. Tô Yên nói, phải giải quyết xong chuyện của cố vấn tài chính cái đã, chị sẽ nghĩ cách cho em phản đòn lại một lần. Chương 303. Một lời đã định, Lâu Doanh luôn tỏ ra rất quyết liệt trong việc đối phó với Vạn Nhất. Cũng đã 2 giờ sáng rồi, Tô Yên chịu hết nổi, quay trở về phòng đi ngủ. Sau khi Lâu Doanh bình ổn trở lại cũng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lâu Doanh cùng Bạch Phi Phi đã ra ngoài rồi. Tô Yên đang chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa vang lên. Tô Yên nghĩ chắc là phục vụ của khách sạn, cũng đi đến trực tiếp mở cửa. Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Trần Tú Anh, cô liền ngây người. Trần Tú Anh vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, tấm vải băng bó trên đầu cũng chưa tháo ra, trên mu bàn tay vẫn còn có kim truyền nước biển. À, gì, sao gì lại đến đây? Trong lòng Tô Yên có chút không dám gặp mặt Trần Tú Anh. Còn gọi là gì nữa sao, nên sửa lại kêu mẹ được rồi, con trai của mẹ đã nói với mẹ là hai đứa con đã đi đăng ký kết hôn rồi, mẹ là mẹ chồng của con. Trần Tú Anh mỉm cười giơ cái túi sách trên tay lên, đoán xem đây là cái gì nào, đây là bữa sáng mẹ đặc biệt mua cho con đó, mẹ biết con nhất định vẫn chưa ăn sáng. Trần Tú Anh giống như là một đứa trẻ lớn đầu vậy, còn chơi trò bí mật, bà bước vào phòng buông bữa sáng xuống, từ từ mở ra, Tiểu Yên à, mau nhìn này, là Dim Zoom phúc ký mà con thích nhất nè. Di, mẹ, lần đầu tiên Tô Yên gọi như vậy thấy có chút không quen cho lắm, nhìn thấy Dim Zoom nóng hôi hổi. Cô vô cùng ngạc nhiên và cảm động, quán Dim Zoom này ở Tam Hoàn ngoại, xa như vậy, là mẹ đi mua sao? Đúng vậy, mẹ ngủ không được, trời vừa sáng mẹ liền lén ra khỏi bệnh viện đi mua Dim Zoom, ha ha, con trai của mẹ không biết mẹ bỏ ra ngoài, con đừng có nói cho nó biết nha. Trần Tú Anh rất đắc ý về chuyện mình lén chạy ra ngoài mà không bị ai phát hiện, bà kéo Tô Yên ngồi xuống, con dâu à, con mau ăn đi. Cái này mẹ phải xếp một hàng dài mới mua được đó. Tô Yên cảm động không thôi, cả đời cô ngoại trừ mẹ ruột và Lưu Tuyết Lam ra, cũng chỉ có Trần Tú Anh mới khiến cho cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi làm con gái. Tô Yên cắn một miếng dim sum, cười nói, đây là món dim sum ngon nhất mà con từng ăn. Ngon là được rồi, Trần Tú Anh nhìn thấy Tô Yên ăn đến vui vẻ như vậy, bà cũng vui vẻ, ở đây còn có cháo, còn có sủi cảo hấp nữa, con đang mang thai, ăn nhiều chút. Dạ, Tô Yên ăn rất nhiệt tình, mẹ à. Mẹ cũng ăn đi. Được, Trần Tú Anh nghe Tô Yên gọi một tiếng mẹ, vui vẻ không thôi, Tiểu Yên à, có phải con và con trai của mẹ chiến tranh lạnh rồi không? Câu nói này thật là thẳng thắn. Dạ đâu, đâu có, Tô Yên nào dám nói thật. Con nói không có, vậy tại sao con lại đến khách sạn ở? Trần Tú Anh nói, cái gì mẹ cũng biết cả, con vì chuyện của cha Tiểu Phong đúng không? Mẹ biết cả, mấy hôm nay con không đến bệnh viện. Hạ Phi và Tiểu Bảo ở trong bệnh viện với mẹ, chọc mẹ vui, lúc đầu khi biết con là con gái của Tần Chấn Lâm, mẹ cũng nhất thời khó mà chấp nhận được. Trần Tú Anh nói đến đây thì trầm xuống, kéo lấy tay Tô Yên, có một số thứ, thật sự nghĩ mãi không thông. Ân oán của đời trước thì có liên quan gì đến bọn con chứ? Huống hồ chi con cũng đã sinh ra hai đứa cháu trai thông. Minh đáng yêu như vậy cho nhà họ Lục của mẹ, lại còn đang mang thai. Đầu của mẹ bị thương nhưng mà mẹ vẫn chưa có bị ngốc, đem ân oán của đời trước liên kết với đời nay, quấy rối cuộc sống hạnh phúc của con trai mình, chuyện đó chỉ có kẻ ngốc mới làm. Cái gì ra cái đó, Trần Tú Anh phân biệt rất rõ ràng. Nếu như bà cứ muốn để tâm vào những chuyện vụn vặt thì không chỉ hại con trai mình mất vợ, mà còn hại cháu mình mất mẹ, đó mới là thảm kịch của gia đình.
Bà là người đã bước vào quỷ môn quan hai lần, ngay cả điểm này cũng nghĩ không thông thì thật sự là sống uổng phí rồi. Tô Yên nhất thời không biết phải nói gì, Trần Tú Anh có thể nói ra những lời này thì chắc hẳn đã suy nghĩ đến cục diện rồi. Chính vào lúc này, điện thoại của Tô Yên reo lên, trên màn hình hiển thị là Lục Cận Phong, hai người đã mấy ngày không có liên lạc, đột nhiên gọi đến thật có chút kỳ lạ. Trần Tú Anh nói, Tiểu Yên, mau nghe máy đi, Hạ Phi và Tiểu Vũ đang chờ con trở về, ông cũng nhắc con mấy lần rồi. Chương 304. Tô Yên do dự vài giây, lúc này mới kết nối. Cô cố ý không nói gì, đợi Lục Cận Phong nói trước. 7. Yên Yên, anh đợi em ở cửa khách sạn, anh sẽ đưa em đến một nơi. Giọng nói êm dịu phát ra từ ống nghe, trong lòng Tô Yên có một loại cảm giác không thể giải thích được. Thật ra hai người không thể nói là đang chiến tranh lạnh được, cô cũng không có ý định oán trách Lục Cận Phong nữa, cũng không thể làm được. Chỉ là dù sao giữa hai người cũng có cuộc sống riêng, nếu nói rằng không có chút cảm giác nào, vậy thì chắc chắn là giả. Trước kia hai người bọn họ quá suôn sẻ, những thất bại mà bọn họ gặp phải cũng không khác gì một vài cánh hoa đào tàn, chỉ cần bọn họ tin tưởng nhau, những chuyện như những cánh đào tàn này đều có thể bỏ qua được, nhưng những ân oán của thế hệ trước thì không thể bỏ qua được. Lục Nguyễn Thành là người đã cho Lục Cận Phong một cuộc sống. Tần Chấn Lâm là người đã cho cô cuộc sống. Tần Chấn Lâm hại chết Lục Nguyễn Thành, nút thắt này, không dễ giải quyết, bọn họ nên tách nhau một thời gian, cùng nhau bình tĩnh lại, việc đó mới tốt cho hai người. Tô Yên cúp điện thoại, nói, mẹ, nếu không để con đưa mẹ trở lại bệnh viện đi. Không cần đâu, mẹ tự về được rồi, con tranh thủ thời gian xuống tầng đi, con trai của mẹ chắc vẫn đang đợi đấy, chỉ cần các con không sao thì trong lòng mẹ mới cảm thấy thoải mái. Vâng ạ, Tô Yên cười, mẹ đã gửi bánh bao cho con. Thì chí ít con cũng nên cho mẹ chút mặt mũi này chứ. Nếu con thích, khi nào về mẹ sẽ tự tay làm cho con, mẹ làm bánh bao ngon lắm, trước đây Tiểu Phong thích bánh bao mẹ làm nhất đấy. Thật vậy ạ, vậy hôm nào mẹ cũng dạy con một chút đi. Được rồi, mẹ nhất định sẽ dạy cho con. Tô Yên nán lại một lúc, sau đó mới đi xuống tầng gặp Lục Cận Phong. Lục Cận Phong ngồi trong xe chờ thấy Tô Yên đi xuống, anh vội vàng xuống xe, mở cửa xe ra, Yên Yên. Mới chỉ cách nhau vài ngày thôi, mà khi gặp nhau, hai người lại giống như đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt, cảm giác rộn ràng và vui sướng rất rõ ràng. Anh muốn đưa em đi đâu? Tô Yên ngồi vào xe. Lục Cận Phong giả bộ bí mật, tranh thủ trục lợi trước, lúc đó đến đây thì em sẽ biết sau. Anh thật đúng là giống mẹ của mình mà, đều thích làm cho người khác ngạc nhiên. Mẹ anh à? Mẹ của chúng ta, Tô Yên chỉ ngón tay lên tầng trên. Mẹ vừa mới mang bảnh bao cho em, mẹ còn nói mình đang lén lút ra ngoài, mẹ làm thế để em đỡ mách tội với anh. Đứa nhỏ lớn tuổi ơi đứa nhỏ lớn tuổi, đúng là càng về già càng giống trẻ con. Lục Cận Phong nói, anh đã cử Hạ Vũ đưa mẹ trở về bệnh viện rồi, xem ra vẫn nên cử thêm nhiều người theo dõi hơn nữa. Đã mấy ngày không gặp, cả hai đều ngầm không nhắc tới chuyện về Tân Chấn Lâm với Lục Nguyên Thành, nhưng trong lòng hai người vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Xe khởi động. Lục Cận Phong lái xe đi về phía Nghĩa Trang. Tô Yên không biết anh đi đâu, thấy Lục Cận Phong đang đi về phía Nghĩa Trang, cô chỉ nghi ngờ liếc nhìn Lục Cận Phong một cái, xong cũng không hỏi gì. Khi chiếc xe di chuyển về phía trước, Lục Cận Phong đột nhiên nói, anh đã tìm thấy người đàn ông làm cố vấn tài sản của cha em lúc đó, ông ta đã tự khai nhận rằng mình là người đã động tay động chân vào chiếc xe và gây ra vụ tai nạn đó rồi. Nghe xong, lòng bàn tay Tô Yên chợt lạnh ngắt. Vậy nên, cha của anh không phải bị Tần Chấn Lâm hại chết sao? Không phải bị ông ta hại chết. Tô Yên sững sờ, Tần Chấn Lâm không hại chết ông ấy, nhưng Tần Chấn Lâm lại tự sát vì việc sợ tội này. Nếu như không có chuyện này, thì Tần Chấn Lâm cũng sẽ không chết. Đầu óc Tô Yên rối bời, cô không thể tiếp nhận được. Lúc này, trong lòng bàn tay cô chợt nóng lên, Lục Cận Phong nắm chặt lấy tay cô, Yên Yên, anh biết hiện tại em đang cảm thấy khó chịu, không thể nào chấp nhận được. Anh đưa em đi gặp một người, đợi khi em gặp người này xong, tâm trạng của em sẽ tốt lên thôi. Chương 305. Sự thật chứng minh, cả đời này, ngoại trừ việc che giấu thân phận của mình trong lần đầu gặp mặt, thì Lục Cận Phong chưa bao giờ nói dối Tô Yên. Khi đến Nghĩa Trang, Lục Cận Phong dẫn Tô Yên đến thẳng ngôi mộ của Lệ Uyển. Đằng xa, Tô Yên nhìn thấy một người đàn ông đang quét dọn trước mộ mẹ cô, khi người đó mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hái một bông hoa dại đặt trước mộ mẹ.
Người này không ai khác chính là Tần Chấn Lâm đã tự tử vì sợ tội. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Yên khiếp sợ, không phải Tần Chấn Lâm đã chết rồi sao? Lục Cận Phong, anh mau nhìn xem, người đó có phải là đồng chí Tân không? Có phải là em hoa mắt rồi không? Không phải em hoa mắt, người đó chính là cha em đấy, Lục Cận Phong nói, thật ra cha em giả chết, bọn anh làm một vở kịch do bọn anh cùng làm tác giả. Một vở kịch, Tô Yên nghe vậy ngẩn ra, chuyện gì đang xảy vậy? Cha em muốn rời khỏi đây, muốn thật sự lui về nghỉ hưu, thì chỉ có một cách là giả chết, khi tất cả mọi người nghĩ rằng cha em đã chết rồi, dù lúc trước là bạn bè hay là kẻ thù, cũng sẽ không tìm đến ông ta gây rắc rối nữa, ông ta bây giờ có thể có một sống bình yên, có thể ở đây quét mộ cho mẹ em, ở bên cạnh mẹ em, đây là nguyện vọng của cha em. Lục Cận Phong vươn cánh tay dài ôm lấy Tô Yên. Hai người nhìn về phía Tần Chấn Lâm, nói, ông ta cũng là cha vợ của anh mà, cha vợ đã yêu cầu rồi, thì người làm con rể, làm sao có thể không nghe theo được. Tần Chấn Lâm cũng nhìn thấy hai người họ, ông ta đứng trước ngôi mộ của Lệ Uyển vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó ngồi xuống trước ngôi mộ, tiếp tục trò chuyện với Lệ Uyển. Tổ Yên từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay lại với Tần Chấn Lâm, cũng không hề bận tâm gì. Tần Chấn Lâm không chết. Ông ta tìm thấy cuộc sống bình yên như mong muốn, đây là điều mà mọi người đều vui mừng. Lục Cận Phong, ngay cả em anh cũng giấu Tô Yên giá bộ tức giận, đi kéo lỗ tai Lục Cận Phong. Bà xã à, xin hãy nhẹ tay thương tình, cha vợ vẫn còn đang nhìn đấy. Ngoài miệng Lục Cận Phong nói vậy, nhưng lại cúi người xuống phối hợp để Tô Yên kéo lỗ tai của mình. Tô Yên nào dám thực sự kéo đau, cô chỉ giả bộ một chút, ngay cả Tân Nhã Hân cũng biết, nhưng em lại không biết. Có phải là em không quan trọng bằng Tần Nhã Hân không? Bà xã, thực sự oan uổng mà, đây là chủ ý của cha em, ông ta nói muốn mài tính tình của em, chuyện đó không hề liên quan đến anh. Vậy ý của anh là anh cũng cho rằng em xấu tính. Lục Cận Phong, đây là một cái hố khác. Hai người liếc mắt đưa tình nhau rồi rời đi. Tần Chấn Lâm ngồi trước mộ của Lệ Uyển, ông ta mỉm cười nhìn hai người rời đi, sau đó đưa tay vuốt bia mộ, theo tầm mắt ông. Hiện lên những ký ức, Tiểu Uyển, thật ra lúc đó chúng ta cũng rất vui vẻ như vậy, đều là lỗi của anh khi không trân trọng nó. Tần Chấn Lâm rất hối hận, nhưng bây giờ kết cục đã như vậy rồi, ông ta cũng coi như hài lòng. Ít nhất, Lệ Uyển để lại cho ông ta một đứa con gái, cô con gái của ông ta tìm được một người chồng nuông chiều cô. Tần Chấn Lâm xúc động vì người con gái mà Lệ Uyển để lại khiến ông ta hạnh phúc, chỉ trong nháy mắt, chiếc áo khoác bông nhỏ này có chút hở. Tần Chấn Lâm hợp tác với Lục Cận Phong nói dối cô cũng tặng cho Tần Chấn Lâm một món quà lớn, khi cô quay lại, cô đã gửi tất cả những bức thư trong chiếc hộp gỗ đỏ do mẹ cô để lại cho Tần Chấn Lâm. Bức thư này chẳng phải như một nhát dao cứa vào tim ông ta sao? Tần Chấn Lâm mỗi lần đọc nó đều khóc, ôm bia mộ của Lệ Uyển mà mắng trách, ông ta nói, cô con gái này thật không hiền lành gì cả, đây không phải người tình kiếp trước, mà nhìn giống như kẻ thù kiếp trước của tôi thì đúng hơn. Tô Yên biết tin Tần Chấn Lâm đã khóc rất nhiều lần trước mộ mẹ cô mỉm cười vui mừng. Lục Cận Phong bên cạnh dùng mình. Chương 306. Không hổ là che con ruột thịt, một bên tàn nhẫn hơn một bên kia. Tô Yên lại về sống ở biệt thự Nam Sơn, cả gia đình đoàn tụ sum họp, ông cụ Lục không thể chờ đợi thêm để vào sống ở đó. Buổi tối, Tô Yên ăn uống no nê xong nằm ở trên sofa tiếp tục ăn hoa quả, chân của cô có chút sưng lên. Lục Cận Phong giúp cô xoa bóp. Lúc này Tô Yên nhận được tin nhắn của Chu Kiệt, anh ta thúc giục hỏi cô về chuyện Tô Tuyết. Lục Cận Phong thấy Tô Yên cau mày, anh hỏi, sao vậy? Chu Kiệt xin thả Tô Tuyết, Tô Yên nói, mấy ngày nay tôi quên mất chuyện này. Nếu có thể thanh toán xong, vậy không phải là không thể để Tô Tuyết đi. Lục Cận Phong nói, Tô Tuyết cũng sắp sinh rồi, cô ta bị nhốt lâu như vậy, nếu cô ta không có trí nhớ lâu, thì cũng không thể trách chúng ta được. Anh đồng ý viết thư thông cảm hả? Để Tô Tuyết sớm được thả ra ngoài ư? Lục Cận Phong đã nghĩ kỹ rồi, thà rằng cử để Chu Kiệt mang theo ân tình đi tìm Tổ Yên, không bằng báo đáp ân tình này còn hơn. Anh sẽ nhờ mẹ anh viết một bức thư thông cảm, em đừng quan tâm về chuyện này. Lục Cận Phong xoa nhẹ cái chân sưng tấy của Tô Yên, sao lại sưng lên như móng heo vậy? Chân của Tô Yên thuộc loại trắng mịn thon gọn, các ngón chân tròn trịa, chỗ bị sưng phù, càng thêm tròn hơn. Thực sự là nhìn hơi giống móng heo. Đêm nay anh ngủ trên sofa đi. Tô Yên dùng chân nhẹ nhàng đẩy ngực Lục Cận Phong, sau đó bỏ chân xuống, kiêu ngạo đứng dậy đi về phía giường. Có vợ thì chăn mới ấm,
Lục Cận Phong là người có thể ngủ trên sofa được sao? Chắc chắn là không rồi. Lục Cận Phong không biết xấu hổ đi theo cô chui vào trong chăn, Tô Yên giả bộ tức giận, anh làm gì vậy? Bà chủ, tôi làm ấm giường cho bà. Không cần, Tô Yên hừ hừ nói, nếu anh nói chân của em là móng heo, vậy không phải anh muốn đi ngủ cùng với heo sao? Heo càng tốt, có phúc, có thể ăn được ngủ được còn có thể mập lên. Lục Cận Phong cười kéo Tô Yên vào lòng, thật ra, thật sự là anh thuộc họ heo đó, không tin thì em thử sờ xem. Đừng nghịch nữa, bỏ bàn tay heo ăn mặn của anh ra, Lục Cận Phong, em giận đấy, em giận thật đấy, ha ha, được rồi, em đầu hàng. Ngày hôm sau, Lục Cận Phong đi đến bệnh viện tìm Trần Tố Anh, thật sự là để viết một bức thư thông cảm, cũng có thể tranh thủ xin xử lý khoan hồng, cộng thêm với việc đã ở trong đó đợi quá lâu như vậy nữa. Nếu Chu Hoàng Long tiếp tục hoạt động, thì Tô Vân có thể ra ngoài trong vài ngày tới. Tô Yên không có thời gian quan tâm đến chuyện của Tô Vân, Tô Duy vẫn đang ở bên trong không ra được, Lệ Quốc Minh cắn chết cũng không mở miệng, ông ấy đã hạ quyết tâm, cho dù có chết cũng kéo theo một cái đệm lưng. Ván cờ này đi vào ngõ cụt. Trong một thời gian, Tô Duy không thể ra mặt, nhưng bằng lời khai của Lệ Quốc Minh, nên Tô Duy không thể bị kết tội ngay lập tức được. Hạ Vũ Mặc với Hạ Phi Thường đến bệnh viện để ở bên Trần Tố Anh, còn Tô Yên ở biệt thự Nam Sơn để dưỡng thai, việc này làm cô có chút nhàm nhán. Chị ơi! Lâu Doanh giống như một cơn gió, chỉ mới lướt nhẹ một chút là đã đến trước mặt Tô Yên rồi. Tô Yên giật mình, vỗ vỗ ngực, em gái của chị, em có thể đừng kêu như thế được không? Trái tim bé nhỏ của chị em không chịu nổi đâu, nếu dọa sợ cháu gái của em rồi, thì chị sẽ là người hỏi em đầu tiên đấy. Chương 307. Chị chắc chắn mình đang mang thai con gái rồi à? Đã xác định được giới tính chưa? Chưa, chị với anh rể em nhất trí cho rằng, đây là một cô con gái. Lâu Doanh nhìn chằm chằm vào bụng Tô Yên, chị ơi, hai chúng ta cá không? Cá cái gì? Thì cả đứa bé trong bụng chị là con trai hay con gái ấy? Lâu Doanh nháy mắt, 1.000 vạn, chị có muốn cá không? Cá cược có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng Tô Yên nảy ra kế, muốn cá cược, thì phải đặt cược lớn. Lâu Doanh khinh bỉ giật giật khóe miệng, chị à, chị có chắc không phải là vì chị keo kiệt không? Khụ khụ, Tô Yên liếc mắt, chột dạ nói, chị của em là loại người như này sao? Em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, chị đây không phải đang giúp em tiết kiệm tiền sao? Vậy thì không cược tiền nữa, cược gì bây giờ? Lâu Doanh xả một nửa cơn tức giận. Khóe miệng Tô Yên nhếch lên. Nếu em thua thì em phải đi tỏ tình với Vạn Nhất, nói em thích anh ta. Trò sự thật hay thử thách đấy hả? Lâu Doanh tròn hai con mắt, chị tôi thật đấy. Không dám chơi cũng được. Tô Yên dùng phương thức khiêu khích, em là một con gái, da mặt mỏng cũng có thể hiểu được. Chỉ là đáng tiếc, một cơ hội tốt để lừa Vạn Nhất như vậy, mà em lại bỏ qua. Bạch Phi Minh chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tô Yên đang dùng kế, lập tức biết Lâu Doanh nhất định sẽ cắn câu. Quả nhiên. Lâu Doanh vỗ bàn, ai nói em không dám, chẳng phải chỉ nói một câu thôi sao? Chuyện nhỏ, vậy nếu chị thua, thì anh rể phải nhảy khỏa thân, được chứ? Chị cũng chưa xem bao giờ. Tô Yên ra vẻ suy tư một lúc, mới nói, một lời đã định, Lâu Doanh, chị vẫn chờ em tỏ tình với Vạn Nhất. Ai thẳng ai thua, còn chưa biết đâu. Bạch Phi Minh bên cạnh xen vào một câu, nếu Vạn Nhất tương thật thì làm sao? Lâu Doanh chưa kịp phản ứng. Không hiểu ý của Bạch Phi Minh, hỏi ngược một câu, chuyện đó liên quan gì đến tối? Bạch Phi Minh, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội rốt như heo. Tô Yên đổi chủ đề, Lâu Doanh, em đang vội à, có phải có chuyện gì không? Đúng rồi, em suýt chút nữa quên mất, chú Nam Miêu tìm chị đấy. Tô Yên kinh ngạc, Hoàng Nam tìm cô. Là vì chuyện của Lệ Quốc Minh à? Em không biết, chị nhìn đi rồi khắc biết. Lâu Doanh xúc động nói, Thiên Lang đã không còn là Thiên Long trước đây nữa rồi, bọn em đưa Ngô Sở Long trở lại chỗ cũ, anh ta với Lương Văn Dũng lôi kéo người rồi bắt đầu chia rẽ Thiên Lang. Dù nói thế nào đi nữa thì Thiên Lang cũng là nói Lâu Doanh với Bạch Phi Minh lớn lên, nhìn thấy kết cục bấy giờ, trong lòng hai người thở dài không thôi. Tô Yên hỏi, chủ Nam Miêu đâu? Chú đang ở cổng, chú ấy nói dù thế nào chú cũng không vào đâu. Đối với Hoàng Nam, Tô Yên có chút nghĩ không ra. Đến cổng, Hoàng Nam đang ngồi xổm ở ven đường hút thuốc, Tô Yên đi tới, chú Nam Miêu. Hoàng Nam quay đầu lại, nhìn thấy Tô Yên đi tới, vội vàng dập thuốc, bà Lục. Chú Nam Miêu, chủ tìm cháu,
có chuyện gì vậy? Có chút chuyện, Hoàng Nam do dự hỏi, Lệ Quốc Minh, còn có thể đi ra không? Tô Yên im lặng một hồi, sau đó lắc đầu. Lệ Quốc Minh đừng nghĩ đi ra. Nghe thấy vậy, Hoàng Nam thở dài một tiếng, đưa cho Tô Yên một tấm ảnh đã ố vàng. Tô Yên liếc nhìn tấm ảnh có chút mờ mịt, đó là một cô gái nhỏ cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này có mấy phần nhìn giống Lệ Quốc Minh. Đây là, Lệ Quốc Minh. Hoàng Nam gật đầu, đây là Lệ Quốc Minh, còn cô gái nhỏ bên cạnh là con gái của ông ta, cháu nhìn chút xem đứa nhỏ giống ai. Lệ Quốc Minh còn có con gái ư? Tô Yên cẩn thận nhìn, cảm thấy rất quen mắt, người này sao nhìn có chút giống, Lâu Doanh. Đúng là Lâu Doanh. Tô Yên chỉ đoán mò mà thôi, nhưng khi Hoàng Nam đưa ra quyết định chốt, cô rất kinh ngạc. Không phải Lâu Doanh là cháu gái của Lệ Quốc Minh sao? Sao bây giờ lại trở thành con gái rồi? Nếu chuyện này mà để Lâu Doanh biết, không biết sẽ như thế nào? Đó là một câu chuyện dài. Nếu không phải vì Lệ Quốc Minh không đi ra được, thì chủ cũng không muốn nói chuyện này ra. Cháu thực sự cho rằng chú ở lại chi nhánh chờ hơn chục năm, là vì cái gì? Có một phần nguyên nhân là bởi mẹ cháu, mà phần còn lại là vì giữ bí mật chuyện này. Hoàng Nam nói, mẹ của Lâu Doanh, cũng giống như Tiểu Uyển, đều được nhà họ Lệ nhận nuôi dưỡng. Mẹ của Lâu Doanh không muốn để tên khốn kiếp Lệ Quốc Minh biết sự tồn tại của Lâu Doanh nên đã nói dối là con gái của mình với người khác. Còn Tô Duy thì sao? Chủ Nam Miêu, chủ có biết lại lịch của Tô Duy không? Hoàng Nam do dự, nói, nếu chú không nhầm thì Tô Duy cũng là con của Lệ Quốc Minh, cùng cha cùng mẹ với Lâu Doanh, mẹ của Lâu Doanh tên là Hải Vân, cùng mẹ của cháu được nhà họ Lệ nhận nuôi cách nhau một năm, tính tình của Hải Vân yếu ớt, nhẫn nhục chịu đựng, sinh Ô Duy không được bao lâu thì qua đời. Tin tức do Hoàng Nam mang tới thực sự khiến Tô Yên chấn động. Những mối quan hệ rối ren này của nhà họ Lệ, cũng quá lộn xộn rồi. Lệ Quốc Minh thích chính là mẹ của cô, nhưng hết lần này đến lần khác để người khác sinh con, rõ ràng là dùng Hải Vân làm người thay thế. Người đàn ông cặn bã cực phẩm rồi. Hoàng Nam nói, những chuyện này, chủ chôn trong lòng không dám nói ra, với tình tình của Lâu Doanh, cháu cũng biết rồi đấy, nếu nó mà biết mẹ của mình bị Lệ Quốc Minh ức hiếp. Biết thân thế của mình, thì nó có thể sẽ dùng dao chém Lệ Quốc Minh mất. Chương 308. Không thể không nói, Hoàng Nam thực sự đối với Lâu Doanh như thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu Lâu Doanh phát hiện ra thân phận của mình, thì chắc hẳn việc chém Lệ Quốc Minh một nhát dao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Lâu Doanh mà nói thì nó có thể ảnh hưởng lớn tới cả đời. Tô Yên nắm chặt lấy tấm ảnh ố vàng, khóe miệng giật giật, chủ Nam Miêu, chủ thật đúng là người không tử tế gì cả. Để lại cho cháu một vấn đề lớn như này, chú nói chú đã giữ bí mật nhiều năm như vậy, thế giờ chú nói cho cháu biết làm gì chứ? Điều này thực sự khó xử, không thể để cho Lâu Doanh biết được, không được phép tiết lộ, nhưng nếu để mãi trong lòng thì nó chính là một nút thắt lớn. Đây là đang muốn làm khó cô mà. Hoàng Nam xúc động cười, chú đã chôn nửa người trên đất vàng, cũng không thể mang bí mật này vô quan tài được, dù sao sớm muộn gì chuyện này chú nói cho cháu biết. Còn về việc có nên nói cho Lâu Doanh hay không, là do cháu tự quyết định. Tô Yên cười khổ hỏi, chú Nam Miêu, kế hoạch của chủ trong tương lai là gì? Cố ý đến tìm cô, tiết lộ bí mật lớn cho cô biết, chắc hẳn ông ấy đang ngầm tính toán gì đó. Hoàng Nam thở dài, Thiên Long giờ đây đã không còn là thiên lang của quá khứ, Lệ Quốc Minh đi tù, Tần Chấn Lâm cũng đã chết, mẹ cháu thì đã yên nghỉ nơi suối vàng, bằng hữu cũ đều không còn, chú định sẽ đi ngao du khắp nơi. Chuyện Tần Chấn Lâm giả chết, theo lẽ tự nhiên thì đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Chú Nam Miêu, hãy trân trọng mọi con đường, khi có thời gian thì hãy quay trở lại. Được rồi, đôi mắt đục ngầu của Hoàng Nam đầy tang thương, nó tràn đầy tâm sự, Tiểu Yên, mộ mẹ cháu ở đâu? Khi tới Để Đô, với tư cách là người ái mộ của Lệ Uyển, Hoàng Nam nhất định phải tới mộ thỉnh lễ. Trong lòng Tô Yên có chút sững sờ, sau khi nói cho Hoàng Nam địa chỉ. Cô nhanh chóng gọi điện cho Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm nhận được điện thoại của Tô Yên, khẽ than thở, con gái, sao có thể để cái kẻ Nam Miêu hôi hám đó đến cúng lễ mẹ con chứ? Đây không phải là đang gián tiếp cắm sừng cho cha hay sao? Tô Yên, nghe tôi nói này lão Tần, sao lòng ông nhỏ nhen quá vậy, mẹ tôi đi rồi là chuyện tốt, nếu mẹ tôi còn ở đây, có lẽ ông sẽ nhốt bà ấy ở nhà, không cho gặp ai hết, và cũng không cho ai gặp bà ấy. Tần Chấn Lâm là người có đầu óc nhỏ nhen và sở hữu, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bia mộ của mẹ cô đều bị Tần Chấn Lâm thay đổi,
chỉ có một câu chồng, Tô Đình Nghiêm Lập. Chữ được khắc trên bia mộ được Tần Chấn Lâm thay đổi thành câu mộ của vợ tôi, chồng Tần Chấn Lâm Lập. Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng để người ta thấy được tính bá đạo và chiếm hữu của Tần Chấn Lâm ghê tởm thế nào. Lúc sống, không thể trở thành một cặp vợ chồng, lúc ra đi cũng phải đặt tên trên bia mộ. Tần Chấn Lâm ở đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm, tính tình như mẹ con đánh chết cha luôn đi cũng được. Tô Yên thính tai, nghe được không khỏi mừng rỡ. Mau trốn đi, tôi cúp máy đây. Chờ đã, con gái, khi nào họ của con sẽ được đổi lại? Tôi không có ý định thay đổi, ông đừng lo lắng, cứ như vậy đi. Nói xong Tô Yên trực tiếp cúp điện thoại. Nếu thay đổi tên thì cách phát âm trong tên của cô sẽ rất phức tạp. Lúc đầu, mẹ cô đã chọn chữ Yên cho cô, không chỉ vì chữ Yên có nghĩa là ngày và đêm, mà còn vì Tô và Yên là đồng âm. Cái tên này đã chứa đựng tình yêu thương của mẹ cô dành cho Tần Chấn Lâm, đổi họ hay không thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Bất kể như thế nào, Tô Đình Nghiêm cũng có ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ cô không thể vô ơn bội nghĩa được. Vì vậy, vấn đề thay đổi họ là việc không có gì phải thương lượng. Sau cuộc điện thoại, Tô Yên bước vào phòng, còn Lẩu Doanh và Bạch Phi Minh thì chơi cờ một cách chán nản. Chị ơi, chú Nam Miêu nói gì vậy? Lẩu Doanh vừa cúi mặt chơi cờ vừa hỏi. Không có chuyện gì, ông ấy tới chào tạm biệt chị. Nhân tiện hỏi nơi an nghỉ của mẹ ở đâu. Tô Yên treo bức ảnh lên, chị đi ra ngoài làm chuyện, mấy đứa. Lẩu Doanh xua tay, chị cứ đi đi, em và Phi Minh ở nhà nghỉ ngơi. Tô Yên có chút buồn bực. Chương 309. Ô, đây không phải tính cách ngày thường của Lẩu Doanh. Nếu đây mà là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ đòi đi theo. Tô Yên nhìn Lẩu Doanh một hồi và thấy rằng đôi mắt Lẩu Doanh hơi đỏ. Điều này thậm chí còn lạ hơn. Bạch Phi Minh nói, mấy ngày nay cô ấy suy nghĩ tìm cách lật ngược một ván với vạn nhất. Chuẩn bị là ngày 8 tháng riêng âm lịch, cô ấy muốn nghỉ ngơi một chút, nạp lại năng lượng. Mùng 8 ở nhà họ Vạn có tiệc ngày. Được, vậy chị không quan tâm em nữa, cứ coi như nhà của mình, cứ tự nhiên mà đặt hàng. Sau khi Tô Yên dặn dò, thì đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Yên đã đi rồi, Lẩu Doanh đẩy bàn cờ, mình đi ngủ đây. Lẩu Doanh, cậu, Bạch Phi Minh có chút ngập ngừng. Mình không sao, Lẩu Doanh quay lưng về phía Bạch Phi Minh, hít một hơi thật sâu và mỉm cười, ngủ một giấc thì không sao nữa rồi, đúng là tò mò hại chết con mèo. Trước hết, Tô Yên liên hệ với Lục Cận Phong và nhờ Lục Cận Phong thu xếp, để cô có thể gặp Lệ Quốc Minh. Theo những gì Hoàng Nam nói, vụ án của Tô Duy mà nói là một hạn chế. Nếu Lệ Quốc Minh thực sự muốn lôi con trai mình xuống nước cùng, thì có không còn gì để nói cả. Tô Yên và Lục Cận Phong gặp nhau tại cổng trại giam. Lục Cận Phong xuống xe, lập tức chạy về phía Tô Yên. Yên Yên, tại sao em lại đột nhiên muốn gặp Lệ Quốc Minh? Chuyện này còn chưa giải quyết xong, cứ giao cho anh. Tô Yên vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi Hoàng Nam đến nói cho em một bí mật. Em phải tới tìm Lệ Quốc Minh, có lẽ có thể để cho Tiểu Duy ra tay sớm hơn. Có chuyện gì vậy? Tiểu Duy là con riêng của Lệ Quốc Minh. Lục Cận Phong khá ngạc nhiên sau khi nghe điều này, rồi nói, đúng là cậu huyết ở mọi nơi. Mà, Tô Yên khụt khịt mũi hai cái, nếu Lệ Quốc Minh không phải người của nhà họ Lệ, mẹ em. Đã không phải đưa em đến đế đô, thì em vẫn sẽ là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Tần Chấn Lâm, anh cũng sẽ không xảy ra việc gì. Yên Yên, những người anh muốn gặp đều có thể gặp, dù họ có đang sống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Anh gặp em lấy thân phận là cô chủ nhà họ Tô, đó chỉ là một trong những phương thức gặp gỡ. Này mới mấy giờ không gặp, anh đã trở thành triết học gia rồi hả? Yên Yên, nhân tiện, mình đặt tên cho con gái của chúng ta. Tên gì? Thi, Nhĩ, kết hợp với nhau, chẳng phải sẽ rất thơ mộng sao? Tô Yên dừng lại, liếc Lục Cận Phong, ông xã, anh có chắc chắn đây là một cô gái không? Cô nhớ đến vụ cá cược với Lâu Doanh, nếu có thêm hai đứa con trai, thì cô sẽ cho cậu cả Lục Khiêu Vũ. 100%, anh mơ thấy là hai cô con gái. Lục Cận Phong có vẻ rất tự tin. Chồng à, em đã đánh cuộc với Lâu Doanh, nếu không phải là con gái thì anh sẽ phải khiêu vũ. Lục Cận Phong, lần này lại bị vợ giao bán. Nếu mình thắng, Tô Yên cười xấu xa nói, Lâu Doanh sẽ đi tỏ tình với Vạn Nhất. Nghe vậy, Lục Cận Phong cũng rất mong đợi. Tô Yên là một người nhanh nhẹn và kiên quyết, sau khi nhìn thấy Tần Chấn Lâm trong trại tạm giam. Cô trực tiếp buông một câu, nhớ Hải Vân không? Lệ Quốc Minh,
nếu chú không muốn chết, đừng kéo Tiểu Duy xuống cùng chú nữa, Lâu Doanh với cậu ấy đằng nào cũng là máu mủ của chú. Là các con của Hải Vân. Cái tên Hải Vân đã nhiều năm không được nghe thấy, Lệ Quốc Minh bị lời nói của Tô Yên làm cho choáng váng đến mức không nói nên lời một lúc lâu. Ông ta kích động đứng dậy khỏi ghế, không thể nào, Tiểu Yên, mày cũng thật mưu mô như mẹ mày, còn muốn giễu cợt tao rồi minh oan cho Tiểu Duy, đừng tưởng tao không biết, Tiểu Duy là con hoang của mẹ mày. Chương 310. Tô Yên đột nhiên hiểu được lý do tại sao Lệ Quốc Minh lại muốn hại Tô Duy. Thì ra Lệ Quốc Minh luôn nghĩ Tô Duy là con của mẹ cô, ông ta một bên tính kế với Tô Duy, một bên giăng bẫy cô. Ông ta muốn gieo lòng thù hận vào trong lòng cô, khiến cô hận không thể giết Tần Chấn Lâm và tìm cách trả thù Tần Chấn Lâm. Nếu đã không có được, thì phá hủy nó là cách tốt nhất. Đó chính là Lệ Quốc Minh. Ông ta không chỉ hủy hoại mẹ cô, mà còn cả cô và Tô Duy. Nhưng đến cuối cùng, tự vác đá đập chân mình, Lệ Quốc Minh không hề nghĩ là sau bao nhiêu tính toán của ông ta đều là đang hại chính con của mình. Tô Yên cũng đứng dậy đập tay xuống bàn, Lệ Quốc Minh, cháu không có thời gian để ở đây cùng chú nói chuyện phiếm. Trong lòng chú hẳn biết rõ nhất những việc chú đã đối xử với Hải Vân, tự mình tạo nghiệp tự mình chịu, đừng có mãi trốn tránh phủ nhận Tiểu Duy nữa, cháu nghĩ nếu Tiểu Duy và Lâu Doanh biết chú là cha bọn họ, chắc bọn họ không có định chấp nhận chủ. Tiểu Duy và Lâu Doanh, làm sao chúng có thể là con của tạo được? Tao, Lệ Quốc Minh, cả đời này không thể có con cái, làm sao có thể? Lệ Quốc Minh nghĩ đây là một trò đùa lớn, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi Trương Hải Vân cũng đã mất, làm sao mày biết được? Chẳng lẽ là cô ấy báo mộng cho mày? Tiểu Yến, mày nhất định là đang nói dối tao, như vậy tao càng không thể để bị mày lừa. Lệ Quốc Minh cười và nhất quyết không chịu thừa nhận sự thật này. Hoàng Nam nói với tôi là phải mang xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống tới tận trước mặt chú thì chú mới không chổi được nữa đúng không? Tô Yên rất tức giận. Cô chỉ thiếu nước là xông thẳng vào đánh Lệ Quốc Minh. Bà xã, bình tĩnh lại. Lục Cận Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ngồi giận nào, em nên đi ra ngoài hít thở một chút, không khí ở đây ngột ngạt, không tốt cho em và con gái, những thứ còn lại cứ giao cho anh. Tổ Yên thực sự không muốn đổi mặt với Lệ Quốc Minh, vì vậy cô đã đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lệ Quốc Minh từ bên trong. Tiếng kêu này kéo dài trong vài phút. Một lúc sau, Lục Cận Phong đi ra, phủi phủi quần áo, nói, đi thôi, ông ta tin rồi. Tô Yên. Chồng, anh thật là hung bạo. Nhưng có điều. Em thích. Tâm trạng Lục Cận Phong tốt, ghé vào tai Tô Yên nói nhỏ, anh biết trước được rằng em sẽ rất hài lòng với hành động bạo lực này của anh. Anh sẽ tăng cường luyện tập trước khi con gái chào đời để khiến em hài lòng hơn. Tô Yên. Lục Cận Phong, anh đã thay đổi. Tô Yên nhìn không được quát chồng. Khinh thường nhìn anh thật bẩn thỉu. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm cô với nụ cười nửa không, sau này anh phải bảo vệ ba người các em. Phải rèn luyện thân thể là đúng rồi, Yên Yên, em muốn đi đâu? Tô Yên đỏ mặt, quay đầu rời đi, trở về đi. Thưa quý cô, chờ đã. Ánh mắt Lục Cận Phong giấy lên đầy vẻ cương triều, anh nhanh chóng đuổi theo. Anh có nghĩ rằng Lệ Quốc Minh sẽ thay đổi lời thú nhận của mình và nói sự thật? Em có cần làm xét nghiệm quan hệ cha con và gửi nó cho ông ta không? Yên Yên, thật ra không phải đàn ông nào trên thế giới cũng ngốc, có phải là con ruột của mình hay không, trong lòng ông ta tự biết rõ, ông ta đã đứng tuổi rồi, giờ biết mình có con trai, nếu không muốn đoạt tử tuyệt tôn thì ông ta sẽ không kéo Tô Duy xuống cùng. Không nói lời này còn tốt hơn, Tô Yên không nhịn được mà khinh bỉ. Vậy tại sao trước đây anh không nhận ra Hạ Phi? Lục Cận Phong. Anh lại tự đào hố cho mình rồi. Hồi đó ai bảo năm đó em chạy trốn nhanh quá. Hơn nữa em còn không nhận anh là cha của đứa trẻ. Cậu cả Lục có vẻ rất thông minh, anh đã học được cách đánh trả. Thật kỳ quái, em còn không nhớ đã gặp anh, tại sao em phải nhớ là đã gặp anh? Tô Yên cũng có lý của riêng mình, hơn nữa, ai bảo năm đó ánh đèn quá mờ mà đi nhầm phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.